áo trắng, áo tim, áo xám, áo cam, áo màu tạp nham. Áo cưới, áo ba, áo nhung, áo ruột dây thun. Quần tay quần jean, thêm quần áo hay là tài lừa. Chiều nay tình vô, ôm một đống áo xeo em đem về nhà. Tránh đường nha, tránh đường nha. Ô, em gái ơi. Dạ. Chuẩn bị đến đoạn đường ổ gà rồi kìa. Dạ. Gà xích beo vô chưa? Dạ rồi. Chuẩn bị nha. Dạ. Một, hai, ba. Beo ơi, ổ gà, dữ quá coi chừng té nha. Bảo đảm con đường này anh chạy nhanh nhất rồi, bây giờ chạy đu điện kinh cũng chạy lại anh đâu. Dạ. Chạy lên đây. Anh hai, sao anh để người chạy bộ chạy văn minh luôn kìa. Ba này mà anh vô ra là ba hít khói à. Dạ. Ủa hai người ta chạy bộ người ta mới mệt, mình chạy xe máy mình mệt làm cái gì? Ờ ha quên. Em chịu thua chị. Chị gái, chị chạy điền kinh đúng không? Cái làn đường này không phải làn đường điền kinh, này làn đường xe tải. Điền kinh chị chạy sau lưng kìa. Trời ơi, bác chạy kìa. Ôi 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 ôi. Sao ngày nào anh cũng chạy đường này đêm trễ giờ vậy? Baby. Dạ. Anh hai nói biết bao nhiêu lần rồi sao em quên hoài vậy? Sau lưng anh hai là cái gì? Dạ, căn biệt thự. Đúng vậy. Đố em, căn biệt thự này của ai? Dạ, theo lời anh hai nói á, thì căn biệt thự này là của ba mẹ để lại cho em. Đúng rồi. Tại sao bây giờ hai anh em mình không được ở trong căn biệt thự này? Tại vì bây giờ em còn nhỏ nên em chưa được ở. 18 tuổi em mới được ở. Đúng. Lúc mà ba mẹ mất á, em còn nhỏ lắm em không biết đâu. Ba mẹ mình giàu lắm nha. Để lại tài sản cho hai anh em mình gia đình rất là nhiều. Để lại cái căn biệt thự này nè. Mà không cho ở, biết sao không? Dạ không. Lúc đó ba mẹ nói á, bây giờ tiền nhiều quá, hai anh em mình còn nhỏ, xài bị hư người biết không? Dạ. Phải để lúc mà em 18 tuổi rồi á, anh lớn anh có vợ rồi á, ba mẹ mới cho xài. Dạ. Hiểu không? Ba dạ. Chỉ để lại chiếc xe ba bánh này thôi. Nhớ nha. Dạ. Bởi vậy đó, lúc nào ra ngoài đường á, em cũng phải đặt tâm thế là gì? Dạ. Hai anh em mình rất là giàu. Dạ. Hai anh em mình là đại gia. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Anh hai đại gia, chạy lẹ đi. Rồi. Mọi người đã đến với cuộc thi vẽ lớn nhất thành phố CXP. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ sở dĩ cuộc thi của chúng tôi đặc biệt là ngoài phần thi vẽ năng khiếu của các em thì các em còn phải thi phần thi thuyết trình. Dạ đây, bây giờ xin mời tất cả thí sinh vào trường đây. Rồi, vô đây nghe. Rồi, chào chào bắt tay nè. Rồi, chào con. Rồi, vô nghe. Trời ơi, dễ thương quá, vô nghe. Ừ, chào con. Chào mẹ, dễ thương quá. Con anh đâu hả? Thì thi vẽ. Ê ê ê, không có được. Ờ, con gái qua xe chơi nha con. Dạ. Ừ. Hey, hey, ủa kì vậy? Nói nghe. Anh phụ huynh bé đó phải không? Đúng rồi. Em anh mặc đồ lọt chọt vậy sao vô thi được? Anh ơi, cho em gái tôi thi đi, nó thích vẽ lắm. Bây giờ mà nó đi đường xa mà tới đây tôi dắt bộ mệt lắm, tôi năng nỉ. Ê ê ê, cha. Chưa hết cái lại người ta tổn thọ. Cho thi nha, cho thi nha. Thôi bây giờ vậy, cho con bé vô thi cũng được. Nhưng mà nó phải là người giữa sau cùng nha. Ok ok. Ê đi vô thi. Dạ. Đi vô. Ê hả? Đi đâu hoài vậy cha? Ủa nói vô sau cùng vô hết rồi vô. Ai nói? Còn thiếu một người rất là quan trọng. Ủa ai vậy? Đó chính là thiếu gia Tiến Ơ Rô. Ủa Tiến, sao con không lên đây? Nguyên cái dàn kèn trắng sao con lên? Quên, lùi lên. Hey, phụ huynh của thí sinh. Dạ. Sao mặc đồ hí gớm vậy? Nhìn là biết à, thí sinh đi thi là nghèo rồi, không cho thi. Dạ. Cho thi đi. Mặc đẹp là vẻ đẹp rồi đó. Trời ơi. Nhìn tôi nhỏ vậy thôi á, chứ đồng đầu tôi là toàn ngoại tệ không đó. Sao rồi? À, ông tin hỏi thử xem. Vuông đô đổi ra tiền Việt nhiêu? 22.750 đồng. Một bảng Anh? 31.850 đồng. Một euro? 37.250 đồng. Một yên Nhật? 209 đồng. 1.000 đồng tiền Việt Nam? 2 tờ 500 cộng lại. Hay.
không những con giỏi mà trước giờ con thi cuộc thi nào con đều đạt giải nhất. Trời ơi con ơi, cái đó người kêu con là tài đó con tài quá. Tài không quan trọng, quan trọng là phải có tiền. Trời ơi, vậy tiền ở đâu con có? Chị của mẹ con. Mẹ con? Mẹ con là người chống lưng cho con đó. Vậy thì chống lưng của con đang ở đâu? Tôi nè. Mẹ nhớ con muốn chết. Con cũng nhớ mẹ muốn chết. Rồi sao sáng đi học uống sữa chưa? Dạ tất nhiên là con uống rồi. Nhưng mà con ghét sữa bò. Ghét sữa bò? Vậy uống sữa mẹ. Uống sữa mẹ thì con mới lùn vậy đó. Sao mình chó con này cái gì hết hả? Chị ơi chị. Gì? Dạ nãy giờ em đứng ở ngoài em coi. Em thiết nghĩ chị đứng trước mặt cháu, hai mẹ con nói chuyện cho dễ nha. Không, phải đứng sau lưng để chống lưng cho nó chứ. Ủa, cái ý này là sao em chưa hiểu nè. Con, làm cho coi. Con ngã. Mẹ nâng. Con ngã. Mẹ lại nâng. Con lại ngã. Mẹ lại nâng. Hai. Mẹ xin lỗi mà. Dẹp. Dạ. Thi. Nó dạ. Tục mình rồi kìa, thi đi. Dạ dạ dạ. Thảm đỏ chạy ra. Dạ mời. Em đừng có sợ gì hết. Để xíu đi, bây giờ em vô thi trước đi. 11 giờ mới thi lận. Anh đi mua cái đầm thiệt là đẹp vô cho em thi. Thôi anh hai, em không cần cái đầm đâu. Em chỉ cần anh hai thôi. Tự nhiên cần anh hai. Bây giờ anh hai bận, anh hai đi làm rồi. Thôi. Bây giờ nghe lời anh hai nè. Anh không muốn em thua kém với ai hết. Bây giờ đi vô trong thi, anh phải đi mua cái đầm cho em. Anh đi làm, anh sẽ gửi chú chuột Mickey tới đưa cái đầm cho em thay. Em thi thật là tốt biết không? Nhưng mà ở trong đó. Anh làm gì vậy? Thảm đỏ cho em đi. Đi vô đi. Dạ. Thi đâu nha. Dạ, tạm biệt anh hai. À. Ủa kỳ vậy ta. Nhớ chỗ cái lề đường này có bán đồ mà sao hôm nay vòng lại vắng que vậy? Tụi em nè. Hey. Áo trắng, áo tim, áo xám, áo cam, áo màu tạp nham. Áo cưới, áo ba, áo nhung, áo một dây thun. Quần tay quần jean, thêm quần áo hay tù lừa. Chiều nay tiền vô, ôm một đống áo xeo em đem về nhà. Tôi sao ủng hộ giùm em đi. Well. Đồ của em bán nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ. Trời em ơi. Well. Em là được anh. Còn em là được em. Dạ. Còn đây là được shop. Hỡi anh được nữa kia ơi, đừng có đứng đực mặt ra mà ủng hộ được shop đi anh. Dạ. Ở đây bán nhiều đồ không? Dạ nhiều. Anh làm nghề gì? Nói em bán đồ theo nghề đó. Dạ. Được rồi. Dạ. Ví dụ như làm đại gia. Mặc áo bà ba. Yeah. Bán nước mắm. Mặc áo cơm. Lái taxi. Mặc bikini. Làm hóc trống. Mặc phi bóng nha. Trời ơi. Yeah. Và đặc biệt hơn nè, anh mua một cái áo pyjama thì sẽ tặng anh một dĩa hài Thúy Nga. Dạ, yeah. Anh mua một cái giấy mới cho anh tặng đĩa hài kêu quên nha anh. Dạ, yeah. Và đặc biệt hơn hết nha, anh đem hàng về mà lật ra kiểm thấy bị lỗi, bị hư, tặng đĩa hài Nam Thư. Em có nhiều đồ đàn ông lắm đó anh. Đúng rồi. À, anh tới đây không mua đồ đàn ông. Ủa, anh mua đồ anh gì? Mua gì? Mua cái đầm màu hồng đó kìa. Trời ơi. Bữa nay được anh được em kiếm được chị cả rồi. Trời. Cái giấy này 230 nha anh. 230 hả? Dạ. Bớt 30 còn 200 được không? Em nói thiệt với anh á, bây giờ anh đi chạy vòng vòng đi, anh kiếm chừng nào đủ 30 ngàn anh quay lại tụi em bán cho. Tôi nghe. Tôi nghe nè, tôi lái xe ôm mà tôi lái xe ôm bình thường thôi, tôi không biết chữ, lái xe ôm công nghệ như người ta, bắt cứu khó lắm mà bây giờ tôi cần gấp lắm, bây giờ bán giùm tôi được không? Tôi năn nỉ luôn á. Ôi. Bây giờ giao hàng được không? Ấy được. Ok. Trời ơi, bữa giờ hả? Chị em á bận muốn chết luôn à, không có giao được. Anh giao giùm em, giao lại cái địa chỉ này nha anh. Tôi không biết chữ. Ờ hai em quên nữa. 5B Phạm Ngũ Lão. Rồi, người nhận hai ông tiên. Nhớ giao nha, nhớ giao nha. Nhớ kỹ nha. Dạ cảm ơn chị. 5B Phạm Ngũ Lão. Đừng gọi giấc. Cô ơi cô, cô biết địa chỉ 5B Phạm Ngũ Lão ở đâu không cô? Không biết. Trời ơi, trễ giờ quá rồi. Trời ơi, có ai biết nhà hai ông Tiên đâu không? Hai ông Tiên ơi! Ta
này hả ông Tiên hả? Thắng này phải ông Tiên không? Phải, hai ông là hai ông Tiên. Hai ông phải hai nhà hai ông Tiên không? Phải. Ờ dạ ông, hai ông Tiên ơi. Ơi. Bây giờ con có giao đồ đây nè, hai ông Tiên ơi, cho con nhận cái này nha. Ơi. Hai ông Tiên. Ơi. Ủa hai ông tên Tiên hết hả? Ờ. Ủa, giống là giống cái chữ Tiên thôi mà khác cái tên lót. Ừ. Ủa vậy chứ ông là cái gì Tiên? Suối Tiên. Trời lạ như vậy. Ủa còn ông là cái gì Tiên? Quy Tiên. Vậy là ông này là Quy Tiên. Ừ. Ông này là Suối Tiên. Rồi ông này là đi chơi. Đúng rồi. Ông này đi chết. Ở nào nghe cũng thanh thản ha. Đúng rồi con. Đi chơi cũng thanh thản, đi chết cũng thanh thản. Chỉ có đi thi là căng thẳng thôi con à. Con căng thẳng con đưa quà để giao cho hai ông nè, ông kiểm hàng rồi đưa rồi, con. Kiểm hàng. Dạ. Anh hai coi hàng đúng không? Ừ. Rồi đúng rồi nè. Đúng rồi. Gửi tiền cho con nè. Dạ gửi tiền cho con. Thôi thôi nè nè, bây giờ rảnh không? Rảnh á, chở chúng tôi tới chỗ sinh nhật cháu tôi luôn đi. Không rảnh. Bây giờ con gấp lắm, em gái con cần tiền mua cái đầm. Nè nói nghe, chở tới đi rồi đưa tiền luôn lượt. Đúng rồi đúng rồi. Thôi mấy ông ơi, con không đi được đâu. Đưa tiền thêm, đưa tiền thêm gấp đôi. Ừ gần lắm. Gần không? Gần. Ở đâu? Nhỏ cháu đã sinh nhật cái chỗ mà tên ông đó, Suối Tiên đó con. Thôi đi gần. Bảy. Ai nói Suối Tiên? Đã sinh nhật ở chỗ tên tôi, Quy Tiên. Đã sinh nhật ở nghĩa địa hả? Cỡ ông là đãi ở 18 tầng địa ngục đó cha. Mày thấy không, mày thấy không? Ổng là anh tôi đó. Hai anh em sống nương tựa nhau căn nhà trống à. Mà lúc nào quan hiếp người ta được hết trơn á trời. Trời đất ơi, nó nói nhiều quá. Giá trời cho nó xỉu liền tại chỗ đi. Trời tự nhiên cái trù ta xỉu, mắc gì phải xỉu. Ai? Chết rồi. Chú ơi. Suối. Vậy đi Suối Tiên, đừng có Quy Tiên mà Suối Tiên. Giúp ổng đi. Dạ, chú ơi, chú tỉnh, con đang gấp chú ơi. Chú. Trời ơi, ai mới cứu tôi vậy? Con cứu chú đó. Trời ơi, mày để tao. Trời ơi. Chú ơi, trời ơi. Kinh động vô nhà thương. Đi chọn. Mẹ lên chú ơi. Đây. Đấy lên đây để vậy. Ờ đúng rồi. Ê nó nghe. Ông nằm tướng này mà quẹo vô hẻm nhỏ nhỏ đó là cái mình ông cứu hẻm cái đầu cái chân cái đầu hẻm đó. Trời ơi. Cũng biết sửa thế quá ha. Bây giờ con lên con lái đi. Chở ông tới nhà thương giùm đi con. Dạ con lên ngồi chở đi nha. Lên chở ha. Rồi mày che mặt tụi tao luôn. Ông chứ là sao? Ông ơi chịu khó mỏi lưng xuống nha ông. Dạ đi được chưa? Đi con. Đi nha. Lẹ lên đi, ông chết bây giờ. Bình tĩnh. Đi nó lên. Dừng lại. Ủa bị gì vậy? Tao trúng gió rồi. Tao ơi. Bây giờ tay chân tao cứng đờ. Tao không có ôm ổng được nữa. Mà chịu khó mày xuống mày ôm ổng thì tao đi. Ủa con ôm ổng ra chạy xe. Thì tao. Chảo. Lớn này. Ủa giờ ông về ông chạy xe được không? Được đó, tao không đua còn được mà. Dạ. Thôi bây giờ đi. Ê, tỉnh dậy, thằng vô đây nha. Vô đây. Vô nào. Thằng vô, mày nhường miệng mày đi ra đi. Ê, vậy nè anh hai ơi. Nói gì? Đừng có dí nữa. Móc súng bắn nó đi. Bắn mày chết. Mày chết chưa trời ơi, hết làm rồi. Tụi bay chết hết đi, đừng có dí nữa. Tao thấy đừng có dí nữa. Anh hai ơi. Anh hai, có sao không anh hai? Anh hai. Cái gì vậy? Xe ở đây làm đi, nó chạy gì xuống. Tôi xin lỗi cậu. Cậu ơi, cậu đừng có nóng. Từ. Cái gì vậy? Để tôi trả xe lại cho cậu nha cậu. Cứu cháu tôi nè đàn ơi. Cứu cháu tôi đi. Cứu cháu tôi. Anh ơi. Cứu cháu. Bà An nói nhà nó đợi mình về đó anh hai.
Nay sinh nhật con An anh nhớ không? Mình đi về nha. Sinh nhật An. Chú bị gì vậy? Ổng có hai đứa cháu ruột, cháu trai của ổng nè, còn nhỏ cháu gái. Nó mất năm 7 tuổi. Tao nhớ bữa đó nhỏ cháu nó đi học, ba má nó được bận đi làm không có rước nó được, mà nhằm ngay sinh nhật con nhỏ nữa. Ông mới đi trước con nhỏ, ông hứa là rước nó đi học về, ông chở nó đi chơi sinh nhật luôn. Mà mày biết ông rồi, ông già mà, ông đâu có chạy xe nhanh được. Ông vừa chạy tới trường á, nhỏ cháu gái nó chạy ra, cái xe tải nó chạy tới. Ông ám ảnh chuyện ra tới giờ, lúc nào cũng nghĩ là tại ông tới trễ mà ông mất nhỏ cháu. Cứ lúc nào ông chợt nhớ ra đó là ông nhớ sinh nhật con nhỏ không à. Cái em đi đặt quà, ông đi gói quà, ông tặng sinh nhật nó, mà đâu có biết nó ở đâu đâu mà tặng. Cứ đi vòng vòng vậy đó. Ông biết làm gì là ông không có được bình thường chứ, mà phải làm cho ông vui. Tại vì ông là anh ruột của chú mà con. Quà con An hả anh hai? An. Quà, anh có phải quà của con An không? An thích. Đúng rồi, đúng cái đầm này rồi. Đúng cái đầm rồi, đúng cái đầm này rồi. Chú ơi. Sao con giật vào của ông biết đâu? Chú bán lại con cái đầm này được không chú? Con thường nó gấp lắm chú. Không được đâu cậu ơi, không có cái đầm này là không xong với ông đâu. Không chú ơi, em con nó cần cái đầm này gấp lắm. Bây giờ trễ giờ rồi chú ơi, năn nỉ chú luôn á. Mà bây giờ người ta đi rồi, con không biết mua cái đầm này đâu chứ. Ông trả tiền xe con nãy giờ. Không, con không cần số tiền này đâu. Con cần cái đầm này nè chú. Con cần cái đầm này nè chú ơi. Anh hai ơi, đi về anh hai ơi. Chú ơi, con cần cái đầm này mà chú. Anh năn nỉ dùm em hả? Chú. Anh hai ơi, tại sao con khóc? Con cần cái đầm này cho em gái của con lắm. Ông tiên cho con. Đi trễ. Cảm ơn ông tiên nhiều lắm. Alo, cho tôi một chú chuột Mickey tới nhà văn hóa, chuột bé Mi thi gấp, để lẹ nha, lẹ cho tôi nha, một con chuột Mickey nha. Và bây giờ đây, chúng ta cùng nhau trông chờ phần thi của thí sinh đặc biệt, chính là tiếng ở rô. Lời đầu tiên, tiếng Euro xin kính chào quý vị khán giả, quý bậc phụ huynh cùng ban giám khảo thân mến. Tôi là tiếng Euro đến từ International School. Có, nhà mình nó chợ Bà Chiểu mà. Không, chợ Bà Chiểu là chỗ mẹ bán vàng. Mẹ là bộ nói cho người ta biết mình bán vàng đó. Giàu thiệt là giàu thưa quý vị. Dạ. Tiếng Euro xin trình bày phần thi của mình. Đây là bức vẽ đầu tiên. Thằng bé này ngồi trên xe hơi là con. Kế bên có ông anh kéo xe ba gác là cử nhân đại học. Cho dù ảnh học giỏi hơn con, nhưng mà điểm xuất phát của ảnh không bao giờ bằng con. Và ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này là xe hơi sang hơn xe ba gác. Trời ơi hay quá. Sầm sắc quá con. Hay quá con ơi. Dạ. Tiếp luôn. Sau đây là bức tranh thứ hai. Ông bà ta có câu: một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Còn đối với con giàu quá mà, tiền bạc con chất thành non, ba cây chùm lại nghèo hon một mình. Hay quá, hay quá. Con ơi con, mặc dù thơ con có lủng củng, nhưng mà hình con vẽ rất là đẹp, vẽ giống như là in vậy đó con. Đẹp quá chị đi. Anh em thấy người ta hả? Dạ, xin mọi người hãy dành cho bé Tiến ở luôn một tràng pháo tay nữa đi nào. Cảm ơn bé Tiến rất nhiều. Và bây giờ đây,
chúng ta còn một phần thi nữa, đó chính là cô bé Khánh My. Mickey ơi, anh hai em không tới hả? Chú Mickey, vậy nếu anh hai em không tới, chú Mickey coi em thi nha. Và bây giờ, xin mọi người dành một tràng pháo tay cho bé Khánh My. Con xin chào quý thầy cô, quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh. Con tên là Khánh My. Hôm nay con rất may mắn khi được tham dự cuộc thi vẽ này. Với chủ đề gia đình, con xin giới thiệu về phần thi vẽ của con. Đây là nhà của con. Wow, một căn biệt thự đẹp quá. Chú nhìn là chú biết con giàu ngầm rồi. Con ơi con ở trong đây đúng không? Dạ không, 18 tuổi con mới được ở. Ủa sao kỳ vậy con? Dạ, tại đó là lời nói của anh con. Dạ đó là lời nói dối. Thầy cô thường nói nói dối là xấu, nhưng anh con không có xấu. Anh con chỉ muốn gieo với con một niềm tin là con không lua kém bất kỳ ai hết. Và con tin vào điều đó, con không thua ai cả. Dù con đang ở trong một căn nhà cấp 4, hằng ngày con chỉ được ăn rau muống, mì gói, nhưng con cảm thấy rất ngon. Tại đó là do anh con nấu. Ba mẹ con mất hồi năm anh con mới 10 tuổi, còn con thì mới có 2 tuổi thôi, nên anh con không có được đi học. Anh con phải đi theo mấy cô chú trong xóm bán giấy số, rửa chén, nấu cơm, phụ người ta để kiếm tiền cho con học. Anh con nói với con, bây giờ anh đang làm một công ty điều hành vận tải, nhưng con biết anh con chỉ là một người lái xe ôm. Anh con chỉ có con là người thân, còn bạn của anh hai là nắng, mưa, những con đường anh hai rong ruổi từ sáng cho đến tối. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh con chưa bao giờ thất hứa với con. Anh con còn tặng quà cho con và nhờ chú chuột Mickey gửi đến cho con. Dạ. Con ơi con, cho chú hỏi con câu này nha. Dạ. Về chú chuột Mickey này là bạn của anh hai con đúng không? Dạ không, chú chuột Mickey này là anh hai của con. Đến ai? Đừng có khóc nữa. Sao biết hết mấy chuyện này? Tại vì em là em ruột của anh mà. Em tự hào về điều đó. Nhân thưa quý vị, một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay dành cho bài thi của bé Khánh My. Và bây giờ đây, chúng ta cùng hồi hộp để chờ kết quả của chương trình. Và người chiến thắng trong cuộc thi năm nay đó chính là Tiến Ương Rô. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, đi vô mẹ tưởng nhá. Dạ. Bé Tiến thấy có giải dạy hay nhất rồi. Vậy giải nhì, giải ba có giải nào em gái có được không anh? À, chương trình này đặc biệt là không có giải nhì, giải ba nè. Anh hai, không sao đâu, em không cần giải gì hết. Em chỉ quan trọng là có anh thôi. Mình về đi anh hai, mình đi. Đi về anh hai. Không được. Anh ơi. Em gái tôi, nó vẽ đẹp lắm. Bây giờ ông có vẽ nhì với ba em gái tôi không cần đâu. Vẽ khiến khích, vẽ nhỏ cũng được. Nó phải có giải để nó có động lực mà. Nó vẽ đẹp mà anh. Anh à, ở đây tất cả mọi người đều biết rằng bé My có thực lực. Và giải khuyến khích không xứng đáng với bé My. Bởi vì bé My, con đã đoạt được giải đặc biệt từ tất cả mọi người ở đây. Đó là một suất học bổng dành cho bé My từ nay cho đến năm 18 tuổi.
là một bảo mẫu thực tập. Bữa nay tôi tới đây là coi như tụi nhỏ vui. Trời đất ơi, mấy đứa ơi, cô tới rồi, mấy đứa đâu hết rồi mấy con? Ra đây, ô thực tư, thực tư. Sinh ra để làm gì? Được yêu. Vậy thì hôm nay chúng ta có mặt ở đây để làm chi? Quay lên. Rồi. Đây là ngày đầu tiên cô bước vào lớp của con, nên cô không biết gì về lớp con hết. Cho nên bữa nay con sẽ giới thiệu cho cô biết luôn. Lớp của mình còn thiếu hai thành viên. Ra đi mấy đứa. Đứa tụi này là đàn em của con, nhưng chưa bao giờ tụi nó gọi con là đại ca. Ủa? Nó gọi con là Daddy. Ba đứa tụi con là học sinh thân thương nhất trường này. Thân ấy mất, thương tới nào ấy. Mà học hoài học mãi không lên được lớp dù chỉ một lần. Ủa, tôi nói tôi không lên được lớp mà mấy bạn vỗ tay là sao? Ê, con chơi với bạn nữa. Ê, trời đất. Mấy đứa ơi, cô tới đây cô dạy học mà mấy đứa đuổi đi hết rồi, cô dạy ai bây giờ? Cô yên tâm đi, còn ba tụi con nè, cô sẽ không mất dạy đâu. Cô sẽ dạy mấy đứa bài học đầu tiên, nhưng mà trước khi dạy, cô muốn trả bài. Trả bài, trả bài. Bây giờ ai sẽ là người xung phong trả bài đầu tiên nè? Mời con. A Điều. Con trân trọng kính mời con bước vào ghế nóng. Tên 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 mày chết mày chưa. Câu hỏi đầu tiên dành cho con như sau. 1 cộng 1 bằng mấy? Câu trả lời của con 10. Trời, tại sao con dám nói với cô là 1 cộng 1 bằng 10 hả con? Dạ, tụi nó chỉ quá trời ngón luôn, con không biết ngón nào hết. Trên tay có bao nhiêu ngón cũng nói hết. 10. Trời đất ơi, bước qua đây, bước qua đây. Rồi, con quỳ gối xuống. Cái tội của con là tội tin bạn. Bây giờ con sẽ dạy mấy đứa môn năng khiếu. Năng khiếu âm nhạc, hát bài Bắc Kim Thang. Yeah. Biết rồi. Cô vẫn tiếp tục dạy mấy đứa bài Bắc Kim Thang. Cô ơi, cô ơi, sao cô vội vàng quá vậy? Cô phải sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Có một vài thắc mắc liên quan đến nội dung và ý nghĩa của bài hát Bắc Kim Thang đó cô. Con hỏi đi, cô sẽ giải đáp cho con. Dạ. Hỏi đi. Hỏi cô vậy chứ, Bắc Kim Thang là gì? Cà lan bí rợ là chi? Mà cột qua kèo là gì? Mà kèo qua cột là chi hả cô? À, chú bán dầu qua cầu tự nhiên sao té? Chú bán ếch tự nhiên ở đó làm chi vậy trời? Oh no! Còn một câu hỏi con trăn trở từ lúc con mới vừa đẻ ra tới giờ. Gì con? Con le le là con gì? Nó là con gì mà tại sao nó biết đánh trống thổi kèn? Cà
còn tao bị miệt nữa. Nó hỏi tò tí te cô. Mà tò tí te là sao vậy cô? Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nên bỏ qua những điều thắc mắc đó. Chúng ta học hát tiếp đi mấy đứa ơi. Cô ơi, cô vội vàng quá. Cô phải sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Tụi con đã nghiên cứu rồi. Nếu như cô thành tâm muốn biết thì con sẽ chia sẻ cho cô biết luôn. Biết hả? Biết nói cô nghe. Bắc kim thang có nghĩa là người ta tìm cái kim trong một mỏ than ở miền Bắc. Cà lang bí rợ là tìm cái kim tìm hoài không thấy nên người ta mệt, người ta đói nó phải ăn cà, ăn khoai lang ở bí rợ để đỡ đói qua ngày. Cột quá kèo, kèo quá cột là Bắc không có kèo, cột với cái cột. Sao ấy cô cầm cái cột có dục qua con cá kèo. Còn chú bán dầu qua cầu tại sao chú lại té? Tại sao vậy con? Tại chú xui. Còn chú bán ếch ở lại làm chi? Tại ông ở lại ông con bán dầu té. Ơi. Còn một câu hỏi đinh này. Con le le. Le le. Thật ra con le le lẫn nhỏ bạn học kế bên lớp. Nó tên là le le, ba nó là nhà công nên nó biết đánh trống thổi kèn. Còn có bịp bịp. Con bìm bịp là em gái con le le nên nó biết thổi tò tí te. Con ơi, cảm ơn con nhiều lắm. Hôm nay nhờ có con mà con mới biết được là le le với bìm bịp là hai chị em ruột. Cô ơi, cái sự thật nó chưa kinh khủng đâu. Sự sao thật con? Kinh khủng hơn á là Trấn Thành với Diệp Hương á là người yêu cũ của nhau á. Chưa đâu, còn một tin chấn động nữa. Tin này mới vừa công bố luôn. Chị là chị Thu Hoài và Đức Hải á sắp hẹn hò. Bình tĩnh nè, bây giờ mấy đứa tưởng tượng xong chưa? Xong. Trời ơi, tí tưởng tượng tụi con phong phú quá à. Bây giờ để cho cô dạy hát. Ok. Ok. Rồi. Cô xin mời một bạn Xuân Phong hát đầu tiên. À, tôi rút kinh nghiệm lần đầu rồi, tôi không bị mắc lừa nữa đâu. Bạn Bảo Xuân Phong, chúng ta nhường cho bạn Gia Bảo nào. Khoan. Ủa sao vậy con? Con không hát được cô ơi. Con bị sao? Bể ống nước rồi. Trời ơi. Tôi đè chọc rồi, mấy người chọc tôi ra. Mấy người chọc tôi không cần, mấy người chơi tôi nữa. Tôi chọc rồi. Trời ơi, con ghét hai bạn đó quá à. Lúc mà con khô ráo hai bạn chơi con, mà lúc con ngậm ướt hai bạn né con ra. Kỳ quá à. Tôi tình luôn á. Bên này. Con không chịu đâu. Hai bạn đó rất là chơi xấu à. Ủa cô thay quần cho con rồi á hả? Cô thay rồi đó, thay xong rồi đó. Một ngày nào đó con sẽ bị chết vì bệnh hâm hán. Ông ơi, con, cô đang làm đúng kỹ thuật rồi đó con. Ủa kỹ thuật này hèn chi cô thực tập hoài mà không bao giờ làm chính thức đó cô. Con nói vậy cô không dạy con nữa. Ôi cô giận con á cô. Cô không dạy con nữa. Cô đừng giận con. Cô giận con, cô không dạy con nữa. Thì con nghỉ học, con đi chơi tiếp anh hả? Nghe lời cô nè, quay lại đây. Trời ơi, Bảo, con đừng có vẽ lung tung trên sàn như vậy, rất là... Bảo, con nghe lời cô không? Hay. Bước lại đây. Con với mẹ con á. Con không có mẹ hả? Anh nói với cô là con không có mẹ. Mẹ con nè. Mỗi lần mà con buồn á là lúc nào mẹ cũng hiện ra để ở bên cạnh con. Mỗi lần mà con ở bên cạnh mẹ, con muốn cái gì mẹ con cũng cho hết á. Con nói đúng đó bé Bảo. Con cái luôn là số 1 trong lòng cha mẹ. Và khi ở bên cạnh mẹ mình thì mình muốn cái gì cũng được hết. Vậy thì con muốn bay. Cô cũng muốn bay nữa. Nhưng mà Bảo à, con đang bơi đó Bảo. Bay. Con muốn được nhào lộn với siêu nhân. Cô cũng muốn được nhào lộn. Cô muốn làm thủy thủ mặt trăng. Bé Bảo ơi, mình trồng chuối tới bao giờ con? Dạ. Má dồn xuống não cô nhức đầu quá à. Vậy thì mình lộn lại đi cô ơi. Rồi, bây giờ chúng ta đã đứng thẳng như hai người đàn ông. Rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn như hai người đàn ông gì đó cô. Cô ơi, người ta nói á, cô giáo như mẹ hiền. Có đúng vậy không cô? Ờ,
hên xui. Ủa vậy con gặp cô là con hên hay con xui? Cô cũng không biết nữa. Cô là mẹ mẹ đó. Cái Thảo ơi, mẹ mẹ lần nào cũng đánh con. Con đi đâu vậy Thảo? Cái Thảo đợi cô với. Cái Thảo à, cái Thảo, cái Thảo. Cô không dám hứa là sẽ tuyệt vời như người mẹ của con. Nhưng mà cô hứa, cô sẽ cố gắng hết sức để yêu thương và chăm sóc tụi con giống như những đứa con của mình. Thảo, cô hứa nha. Cô hứa. Yeah. Thưa quý vị, một lần nữa xin dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn tiết mục của Huỳnh Lập, Cô Dạy Em. Và xin cảm ơn Lê Nhân, Trịnh Tú Trung, Trà Ngọc và vũ đoàn ABC Kids. Hôm nay em thách anh Thành đóng vai đàn bà con gái cho biết cái cảnh. Dạ gái hả? Pretty woman walking down the street. Hãy đợi đây. Kể mấy người tôi không quan tâm. Lời đầu tiên xin cho phép ghi lời Thanh gửi lời chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Thưa bà con cô bác, ngày hôm nay Lệ Thanh sẽ gửi đến bà con cô bác những tiết mục thật đặc sắc và đa dạng. Nhưng mà trước khi biểu diễn, Lệ Thanh muốn hỏi mọi người, nhìn Lệ Thanh có đẹp không? Đẹp, đẹp, đẹp. Ai nó đẹp giả vô mặt nha. Đừng bao giờ nói Lệ Thanh đẹp, mà hãy nói Lệ Thanh đô. Nếu thích Lệ Thanh trong hình hài này thì mọi người còn chần chờ gì nữa, móc điện thoại ra và soạn tin nhắn CXV khoảng cách 06 gửi về tổng đài 8234, coi như là bô cho Lệ Thanh có tiền đi tập tạ. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Vợ đấy thì như con heo. Tôi mới nghe nói tôi con heo à. Tráng sĩ tư xanh, có bà hồi nãy tráng sĩ tư xanh nói tôi là con heo không? Dám nói lại một lần nữa không? Vợ đét thì như con heo. Lệ Thanh là con heo, Lệ Thanh là con heo. Cho heo ăn cám đi, cho heo ăn cám đi. Em bo cho chị Lệ Thanh 500 ngàn nè chị. Chị Lệ Thanh diễn sung lên nha. Kêu diễn đi anh, kêu diễn, diễn đi. Vậy diễn, diễn, diễn chứ. Cho tiền là phải diễn liền. Diễn đi. Lệ Thanh sẽ trình bày một tiết mục múa kết hợp ảo thuật xiết múa lân. Tiết mục mang tên Vũ Điều Quang Giả. Giả vô bỏ, giờ trời khán giả sao lanh quá trời lanh vậy. Nó 3 năm trước mấy bà nói. Giờ bây giờ Vũ Điều Quang Đường. Đây là một người bạn diễn bất ngờ của Lệ Thanh. Và bây giờ là tiết mục đặc sắc nhất. Có thể nói đây là một tiết mục hài hước, vui nhộn,
táo bạo và cực kỳ kinh dị. Tiết mục phóng dao. Em cứu anh, cứu anh. Yên tâm đi, dễ gì mà chết được. Thưa quý vị khán giả, nhìn có vẻ là nguy hiểm nhưng thật sự nó mang tính an toàn rất cao, vì Lệ Thanh đã tập vật rất nhiều lần rồi, không có chuyện gì cả. Và nói thật với quý vị khán giả, sau màn trình diễn này Lệ Thanh sẽ không biết ai còn ai mất. Ghê vậy. Dạ, cho bây giờ tiết mục xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị khán giả, tiết mục này là một tiết mục cực kỳ nguy hiểm. Lệ Thanh đã tập dượt rất nhiều lần. Đương nhiên, ở những tiết mục khó như thế này, tỷ lệ sai sót rất cao. Tỷ lệ thành công của Lệ Thanh bây giờ hiện giờ là 4 xô thì bể 1 xô. Vậy xô này trở thành châu sống nhân gian. Cảm ơn nhiều, cảm ơn rất nhiều. Ràng nó vô, rồi không vô, không vô. Ôi, má mẹ không vậy. Ê, cái cấp cứu đi. Cấp cứu đi, cái cấp cứu đi. Lệ Thanh chỉ đùa thôi. Đây là người của quán gà vô để tạo sự bất ngờ cho mọi người thôi, chứ không có chết chóc gì ở đây hết. Ở đây là bạn diễn của Lệ Thanh. Dao này chỉ là dao giả thôi. Đó. Rút ra được nó bây giờ đâm vô trả lại thôi. Mày đưa ơi, chị đâm rộn động mạch chủ của nó rồi. Mày đưa ơi, dắt nó vô, dắt nó vô. Cấp cứu. Chị có để bịch máu cho tủ lạnh lên, vô lấy vô chuyện cho nó lẹ lên. Lệ Thanh chỉ giỡn thôi chứ làm gì có người chết đây. Vui mà, show này vui mà. Tráng sĩ tư xanh xích ăn rau sạch đây phải không? Hay quá. Thưa quý vị, nghe thương, Lệ Thanh thường hay biểu diễn nuốt rắn, nuốt kiếm, nuốt lưỡi lam. Và ngày hôm nay là một số đặc biệt, Lệ Thanh sẽ biểu diễn tiết mục nuốt luôn cái thằng này. Đi về đi học đi. Không, tôi nói cô bỏ bạn trai tôi ra. Đi về đi học. Tôi nói cô bỏ bạn trai tôi. Đi về đi học. Ê, cái gì vậy? Mẹ, sao dám đánh bạn trai của tôi hả? Nói dụ dỗ em gái của tao. Tao là anh hai của mày, tao không được đánh rồi hả? Anh hai cho mày tiền ăn học, anh hai lo cho mày. Bây giờ mày đi riêng thằng đó vô đây mày làm cái trò gì vậy? Hai đứa mày ôm hết giờ làm sao? Tao thất vọng về mày lắm Ly à. Mày không nghĩ gặp anh hai ở đây đúng không? Mày bất ngờ lắm đúng không Ly? Tôi biết lâu rồi. Giấu kỹ lắm sao biết mày? Sao mày? Này, từ trước tới giờ tôi luôn coi anh hai tôi là một người thanh niên nghiêm túc, mà ai ngờ đâu hàng đêm anh vô đây anh làm ba cái trò này đó hả? Ca hát nhảy múa không giống ai hết. Trời ơi Nếu anh nói người này đàng hoàng, vậy sao anh giấu em anh đi bưng phở? Anh nói vậy tôi thảo mà. Anh nói sao? Cả tuần nay có đem về cho em bịch bò viên dư nào đâu. Quên quên cái vụ bò viên dư. Trời cho nó ăn bò viên dư, giờ nó quay qua nó bắt bẻ mình trời ơi. À mà quên nữa, em biết rồi mà. Sao em vô đây em làm luôn rồi mà. Bây giờ em nhìn đi. Banh mẹ cái chỗ làm của anh rồi. Mày ơi. Hay quá. Thiệt với ma, gia đình của thiệt với ma. Mày đi về nhà liền. Anh hai mét mày. Cái tội nè,
mày dắt trai vô đây mày ôm ấp mày hôn hít để coi má xử mày sao? Không phải đâu Nai, anh hai hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm cái gì? Đây là bạn học chung lớp với em đó. Bạn học chung lớp hả? Dạ. Mày tưởng anh hai tin hả? Em nói thiệt mà. Ra đây coi. Dạ. Đi học sao làm sao mà có nhiều tiền boy 500 ngàn cho anh? Dạ. Hả? Dạ. Đó đâu phải tiền của em đâu. Em mượn của mẹ em á. Nói mẹ cho anh mượn nha. Không dạ nha. Bày. Cắt. Đem về trả cho mẹ liền. Dạ. Phải trả tận tay mẹ nghe không? Dạ. Không được làm mẹ buồn. Dạ. Cất tiền vô. Bắt tay ra coi. Đàn ông con trai xin lỗi anh nóng tính. Anh đánh mày. Dạ. Bỏ qua cho anh nha. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi à. Em hiểu đó, hoàn cảnh anh khó khăn anh mới làm như vậy. Dạ. Dạ. Anh ơi anh. Cái gì? Em muốn nói với anh là em xin lỗi anh. Xin lỗi gì? Dạ em làm gì bậy quá. Mày khùng quá, anh hai bỏ qua cho mày. Anh không có để bụng, đi về đi. Mày. Anh không phải. Phải gì nữa? Nè anh đánh em đau quá. Anh đánh mày rồi mày khùng mệt quá anh chắc. Chắc anh chắc hôn nhau có bị gì đâu mà mình ngại. Anh. Vậy. Nói thiệt á, hồi nãy anh là người đàn ông đầu tiên hôn em. Anh là người đàn ông đầu tiên. Anh là người đàn ông đầu tiên chạm vào cơ thể của em á. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em á. Hôm nay mình có hai cái trường phái này, như thế này nó đang đối lập nhau. Nếu chúng ta muốn xem một cái vở dàn dựng về đầu tư, về thông minh, về kịch bản tốt, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Huỳnh Lập. Nhưng còn muốn xem một diễn viên mà có cái lực diễn, chúng ta sẽ nghĩ đến La Thành. Trước tiên nói về La Thành, trời bạn ghê thiệt, công nhận. Ghê khủng khiếp. Trời bạn chạy ra bạn như một con bạch tuộc biển, tôi không thể nào chấp nhận được. Trời ơi không thể nào có một người mà giả gái mà xấu mà đậm đà được như bạn. Bạn xấu mà tới nó lên tới cái đẳng cấp mà nó nhiễu loạn thị giác người ta, bạn hiểu không? Ra cái là tôi hoang mang liền. Mà xé cái bộ đồ ra thấy ghê hơn nữa. Có nghĩa là bạn có cái bất ngờ này sang cái bất ngờ khác. Về cái ngoại hình của bạn nó khủng khiếp lắm. Đến ngày hôm nay bạn hơi bị chơ vơ trong cái kịch bản này. Là cái kịch bản này có một mình bạn một sân, một mình bạn một ngựa. Tại sao đối với một cái cuộc thi, một cái sân khấu, ban tổ chức người ta cho mình bao nhiêu điều kiện vậy, mình không bày đồ ra. Nên tôi hơi tiếc khi mỗi lần mà theo dõi cái tiết một bạn mà nó không có đúng cái tầm của bạn, không có đã cái nư của tôi. Còn Huỳnh Lập anh phải dùng từ là bái phục cái đầu của em. Em là một cái người mà nếu mà nói về cuộc thi mà tính tới cái sự dàn dựng sân khấu thì em xuất sắc. Cái đầu đạo diễn trong em cực kỳ đậm đà. Rồi em mang đến trẻ thơ để làm cho người ta chú ý. Sau đó em còn biến nó thành một cái sân khấu nằm để người ta quay từ trên xuống. Tất cả những cái điều đó nó nằm ở cái tư duy ở cái đầu của con người khi người ta tiếp nhận về cái cách gọi là thủ thuật sân khấu của thế giới. Tiết mục của Huỳnh Lập cực kỳ thành công. Bạn Huỳnh Lập làm nên được cái hình ảnh một cậu bé con cũng rất là dễ thương, và đặc biệt ở cái kết thúc. Còn La Thành thì phải thừa nhận một điều là bạn diễn rất giỏi. Từ ánh mắt cho đến cái cách nhìn, cái động tác ngúng nguẩy đi lại. Cho đến giờ phút này tôi vẫn thừa nhận rằng là La Thành là một diễn viên đầy tiềm năng. Đóng một đứa con nít rất là khó, vì Hương hay đóng vai con nít cho nên Hương hay nghiên cứu về cái tính cách của trẻ thơ. Bạn lại đấu lại với bạn La Thành, là bạn La Thành phải giả gái, và tôi chưa bao giờ thấy bạn giả gái. Lần đầu tiên bạn giả gái thành công. Giả gái có nhiều loại, giống như Trấn Thành người ta loại giả gái đẹp lồng lộn, còn bây giờ bạn sẽ là một cái xu hướng giả gái mà xấu kinh tởm. Ghê lắm, nhìn em nhìn đã lắm, múp màu vậy, cơn màu mỡ. Cái cưng lắm. Em đã là một diễn viên chuyên nghiệp ở một cái sân khấu kịch, tâm lý của em nắm rất tốt, và khi đem những gì ra thì em đem cây cột ra ít nhất phải 30 giây đu được trên cái cột đó, em thả xuống người ta vỗ tay một cái ầm, sau đó lật kịch ra liền. Hai bạn ngày hôm nay trộn với nhau nữa thì số 1 tôi nghĩ là nếu mà Quỳnh Lập mà dàn dựng cho La Thành diễn thì thôi, chúng tôi không còn gì để nói được nữa. Nhưng hai bạn vẫn là hai thái cực và hai cái đầu cực kỳ tốt. Hoài thì thấy là cho bạn Quỳnh Lập thêm 0,5 điểm vì cái đội nhảy thiếu nhi rất là dễ thương mà khi bạn kết hợp vô. Và Hoài thấy thật là dễ sợ nếu như Hoài có nghĩ liên tưởng ba đứa con mình mà giống như là hai con búp bê Nga với lại Thành Lập trong đó. Hai bạn phụ diễn á hả? Hai bạn phụ diễn và bạn Quỳnh Lập là không ba. Hoài nói là mới hay. Thí dụ hai con búp bê Nga đó mà dính vô La Thành là chính giữa, sao trời nó ra cái đội hình gì trời? Trời nó khủng khiếp. Lúc bạn mới bước ra thì tôi thấy thật là
giống như chị Việt Hương nói, thật là dễ sợ. Nhưng mà khi mà con mắt nhà nghề của tôi nhìn về thẩm mỹ thì thấy cái chân bạn thật là đẹp. Đó là một cái chân rất là nữ tính. Bạn có được cái chân nữ tính. Và tôi muốn bên của La Thành cười chưa đã. Muốn cái gì đó cười nó đã hơn nữa. Đúng, Thu Hoài nói rất đúng là Thành phải nhớ nha. Dù gì đi nữa đây cũng là chương trình Cười Xuyên Việt. Xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị giám khảo. Và ngay bây giờ là số điểm của các vị giám khảo dành cho nghệ sĩ La Thành. Xin mời ạ. Giám khảo Việt Hương ạ. 9,5. Xin mời giám khảo Trấn Thành. 9,5. Số điểm của giám khảo Đức Hải. 9,5. Như vậy nghệ sĩ La Thành đã nhận được 3 điểm 9,5 từ 3 vị giám khảo. Còn bây giờ các vị giám khảo sẽ dành số điểm cho Huỳnh Lập. Xin mời. Tôi yêu những vai diễn con nít. Tôi đã từng làm đó rồi. Và hôm nay bạn làm rất thành công, rất tốt. 10 điểm của giám khảo Việt Hương. Bây giờ giám khảo Đức Hải. 9,5. Xin mời giám khảo Trấn Thành. 9,5. Chúc mừng hai nghệ sĩ có số điểm cũng tương đối rất cao. Thưa quý vị, riêng số điểm của Hoa hậu Thu Hoài chúng tôi sẽ công bố ở cuối chương trình. Và quý vị yêu mến nghệ sĩ La Thành, hãy nhắn tin bình chọn cho La Thành theo cú pháp CXV khoảng trắng mã số 06 gửi về 8234. Nhắn tin theo cú pháp CXV khoảng cách 04 gửi về 8234 để ủng hộ cho Huỳnh Lập. Và ngay bây giờ là cặp đấu giữa nghệ sĩ Đoan Nguyễn và nghệ sĩ Thanh Vân. Cuộc thách đấu bắt đầu. Mình sẽ thách chị Vân làm mụ phù thủy. Phù thủy hả? Chà, hương kia ngự ở trên tường, nước tương nước mắm nước nào thơm hơn. Ta hoàng hậu tươi xinh, nữ hoàng Facebook gái trai phát cuồng. Hương kia bà đẹp nhất chuồng, 12 gái ơi, em rất là biết sống, dễ thương lắm. Chị sẽ tặng cho em một món quà bằng một câu chuyện cổ tích ngày xưa, ngày xưa. Có con mẹ bán dưa, mẹ cưa cái cẳng, mẹ nắng cái nồi, mẹ nhồi cục bột, mẹ đột biến da, mẹ ca giọng cổ, mẹ nhổ cây bông, mẹ trồng cây chuối, mẹ muối con cá, mẹ đá cái phanh, mẹ săn thằng nhỏ, cái đầu đỏ đỏ cái đất vàng kìa, tao cho mày chết nè. Tao cho mày bánh nát hết bởi đá quang. Quan quan xin tướng quân đừng rút gươm ra khỏi vỏ. Quái đế dừng tay đứng lại cho tôi cành ké một đôi này. Chủ nhân ơi đừng chém em, tội nghiệp em. Em chết đi rồi, ai sẽ nịnh hót chủ nhân? Kể từ khi ta bị con Bạch Tuyết xóa ngôi nữ hoàng Facebook, cũng là lúc tất cả các cộng đồng Facebook đều ruồng rẫy xa lánh ta. Ôi, ta buồn lắm, ta phải lui về hậu cung. Ôi, cuộc đời ta thê thảm lắm, còn đâu là một nhan sắc của con bánh bèo. Ôi, bánh bèo vô dụng. Không, ta không vô dụng. Nhưng mà chủ nhân ơi, Bạch Tuyết dù xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một chú chim nhỏ bé mà thôi. Còn chủ nhân, một sức mạnh phi thường, một phép thuật vô biên, như con quỷ điên đã vô duyên còn ngu vô đối, hay lại sinh một chàng pháo tài. Bạch Tuyết chỉ là một chú chim nhỏ bé, làm sao mà thoát khỏi tay của ta. Chú chim bắt lấy chú chim, túm lấy chú chim, nhốt chú vào lòng. Cái lòng rất to, chú chim rất nhỏ. Quẩy lên chim, bay lên nào, nhảy lên nào, bay lên nào, nhảy lên nào, nào nhảy cùng chim 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 chim. Chủ nhân, nhân dịp lễ Giáng sinh, chủ nhân phải hóa thân thành một bà già Noel tốt bụng. Khi chiếm được lòng tin của Bạch Tuyết rồi, chủ nhân phải cho nó cắn vào quả táo độc. Sau đó bùm, nàng ta sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hay quá, quả là một kế hoạch hoàn hảo. Tuyết đâu?
nhau. Rời đi, chúng ta lên đường hồ biến. Mừng ngày thứ sinh ra đời, nằm mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng. Tới nơi rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Em là Bạch Tuyết. Cái gì? Ngươi là Bạch Tuyết? Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Bạch Tuyết, chính chủ phiên bản lỗi nhưng chưa ai nhận làm chi nhánh. Bạch Tuyết, cái gì mà tao nói xấu dạ man, xấu lòng lộn gì cưng? Bà lại. Ta hả? Ta xin tự giới thiệu với ngươi, ta là... Alo, alo, gương thân, sao mà cho ta ăn mặc như vậy? Rồi bà già Noel đâu? Em đổi ý rồi, để cho Bạch Tuyết tin tưởng, bà phải hóa trang thành người như vậy. Người như vậy là sao? Thành người đi bán keo diệt chuột. Trời ơi, con giết mày. À, đành xác. Bà lảm nhảm quá đi, bà hâm hả? Nói nghe nè, chị xác nhận này nè, em có phải là Bạch Tuyết không? Chị ơi, cuộc đời ngoài này đâu có sung sướng như trong hoàng cung đâu. Em phải làm đủ thứ chuyện hết trơn á. Em đạp xích lô này đạp ba gác. Trời ơi, thấy thương em quá. Gặp chị rồi em đừng có lo, chị sẽ che chở cho em, chị sẽ chăm sóc cho em. Em hãy nhận chị làm mẹ đi, về đội với mẹ. Mẹ. Ôi Bạch Tuyết, ôi thương quá hà. Mẹ tặng con trái táo nè, con hãy ăn đi nghe. Tiết ghét tao, tiết thù tao. Mẹ nói gì tiết không hiểu. Trời ơi, trời ơi, tôi mệt quá rồi, tôi bất lực rồi kìa. Ê, đạo diễn phân công ta vô cái vai này, ta là phù thủy, ta độc ác nghe chưa. Ta vô đây ta dụ nhà người ăn cháy tao độc đó, cho người cầm cháy tao độc gì nè. Nhà người cạp 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 ăn xong nhà người chỉ là người chết. Ăn đi, ăn hết rồi còn đâu nữa mà ăn. Vậy có nghĩa là ta đã trúng độc rồi sao? Game over. Ta nói cho bà biết, ta không phải là Bạch Tuyết gì hết, ta chính là thợ săn, thợ săn phù thủy. Bà phù thủy độc ác lắm, bao nhiêu lần hãm hại Bạch Tuyết, ta sẽ đem bà vào rừng cho thú dữ xé xác. Đi. Đừng kỳ bá như vậy là đủ rồi. Con xin bác, xin bác hãy tha cho bà ấy đi. Tại sao lại tha cho bà ấy? Bảy năm lần bảy lượt hãm hại con mà. Nếu ta lấy cái ác trừng trị cái ác thì chẳng khác nào nó cũng là kẻ ác hay sao hả bác? Sao vậy? Sao vậy? Ta luôn tìm cách hãm hại, hãm hại giết cho ngươi bằng được. Tại sao ngươi lại tìm cách cứu ta? Dù mẹ tốt hay xấu, dù mẹ có sinh con ra hay không, thì mẹ cũng có công nuôi nấng dưỡng dục con bao nhiêu lâu nay. Mẹ là người mẹ thứ hai của con. Con thương mẹ. Bạch Tuyết, ta có lỗi, ta cảm thấy xấu hổ. Bà ơi, của mẹ con, đưa thuốc giải cho con. Đúng rồi, cái nào? Bà ăn tao độc của bà làm gì, tao có thuốc giải mà giải. Em có thuốc giải, em có thuốc giải. Hồi nãy em tưởng là em được tự do rồi, nhưng mà em cảm độc Bạch Tuyết tốt bụng nên em đem thuốc giải ra này. Cứu đây, thuốc giải đây, cứu bà ấy đi. Mẹ ơi, thuốc giải đây. Mẹ đã đỡ chưa? Ôi, ta đã nhận biết được những điều mà từ trước tới giờ ta chưa bao giờ biết. Ôi, những tình yêu thương, cảm xúc, những rung động của con người, những điều mà ở thế giới quỷ diệt của ta chưa bao giờ có. Bạch Tuyết, ta cảm ơn ngươi. Ta đã hiểu ra một điều, cái thiện có thể đẩy lùi được cái ác. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu nếu con người biết yêu thương và chia sẻ với nhau. Từ nay ta sẽ thay đổi. Ông già Noel ơi, hãy tặng những người con yêu thương nụ cười khi họ cảm thấy đau buồn để họ không gục ngã. Tặng họ một nghị lực để họ vượt qua những khó khăn. Tặng họ tình thương để họ không vô cảm với cuộc sống. Và một điều ước nữa thôi, đó là tất cả mọi người sẽ được vui vẻ, hạnh phúc và an lành trong mùa Giáng sinh này. Ông già Noel nhé. Noel, 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 No
Dân sẽ thách Don Nguyễn làm một chiếc bò dễ thương. Hả? Con bò? Cho vụ này căng rồi nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn ơi đang chơi với mình đây. Mình hát hay lắm á, mình múa đẹp nữa. Mấy bạn ra múa chung với mình cho vui nha. Hình như cái trông giống như chữ O, cái đuôi ngoe ngoậy ấy là con bò. Cái sừng dựng đứng á, bốn chân bướm màu. Cái dưới ruộng sâu chừa trên đồng cạn, bốn mùa làm bàn với bác nông dân. Ấm bà. Cảm ơn các bạn. Rất chắc. Bạn ơi bạn, bạn nghĩ sao ra? Bạn thi về lòng dũng cảm mà bạn ra bạn thi ca hát là sao? Mình hát sao? Quá dở. Ở đời con nào hát dở mà dám đi thi, con đó là dũng cảm. Trời ơi, nhưng mà cái sự dũng cảm của bạn lạc đề rồi. Để bây giờ tôi bắt đầu phần thi của tôi. Tôi Du Học Nhật, cho nên là phong cách của tôi ảnh hưởng của Samurai. Trời ơi, bạn, trời ơi, đang quay hình mà bạn móc ruột ra thấy ghê vậy, tém hết vô. Trời ơi, bây giờ giải quyết sao cái mớ ruột này? Có rồi, có một người phụ nữ có thể giải quyết được cái chuyện này. Bà Tư. Chuyện gì? Hốt hàng. Ok. Đồng đầu, đồng đầu, đồng đầu, đầu đầu, đầu đầu, đầu đầu, đầu đầu. Hàng đâu? Hàng đây. Trời ơi, hàng rồi, quá hàng rồi mấy đứa ơi. Ủa, bà muốn làm đi đâu vậy? À, phải lẩu không? Bà bắt phải nó bỏ. Bạn có sự dũng cảm gì không nè? Dũng cảm của mình là phi thường. Mình cần một cái cưa. Cưa? Có một cái cưa. Rồi, phụ mình cưa bản ra đi. Hả? Trời ơi, cưa tôi ra chơi. Ủa, chứ Kiều đem cái cưa ra làm gì? Ừ. Tôi cưa cái khác. Trời ơi, lố vừa vừa phải phải thôi. Chơi bom á, nó quăng ở Vũng Tàu, đâu ra Sài Gòn mà ui da. Kiếm miếng diễn cho nó khỏi chết dài. Tôi đi thi mà bạn sợ chết dài. Chứ sao? Thôi được rồi, để tôi giúp cho. Đó. Gì vậy? Đậu xanh đậu đỏ, lựa đi cho khỏi chết dài. À vậy. Còn mình sau đây là tới tiết mục cưa bom. Đừng cưa bạn ơi, để lặt đậu xong rồi hãy cưa. Không, mình muốn cưa lắm rồi. Đừng có cưa mà mình năn nỉ bạn banh xác luôn đó bạn ơi. Đêm nay đem vòng loại rồi, một là tỏa sáng, hai là banh nguyên căn phòng này luôn. Này luôn. Bạn tỏa sáng rồi bạn ơi, bạn tỏa sáng rồi. Đối với mình bạn là diva của đêm nay. Đừng cưa ai. Để cho nó cưa đi. Chi vậy? Banh xác hốt lòng. Nè, trong cái lòng này có lòng bà đó. Chưa hết đâu nha, còn bốn cái lòng phía dưới nữa kìa. Mà đặc biệt nhất á là cái lòng hoa hậu. Bà muốn nấu phá lấu hoa hậu không? Nó lại con. Nhưng mà Dương Phước đừng có cưa giùm ba. Đừng có cưa ba. Không, máu lên tới não rồi, cưa lên. Con ơi, cái bom này để má giải quyết. Ê, nguy hiểm lắm, trả lại cho tôi. Không sao, thầy bối nói rồi, má 83 tuổi mới chết. Hôm nay sinh nhật má mà. Tin buồn, bà Tư phá lấu, hưởng thọ 83 tuổi, hết dài. Bạn thấy mình chưa? Mình dũng cảm nhất đúng không? Đúng mình rồi. Mình ra đến nỗi mà dám đưa trái bom vô rừng luôn á. Mình là kẻ chiến thắng. Con người. Chạy đi, chạy đi. Không, chạy hướng này nè. Không, mình chạy theo hướng này. Không, mấy bạn chạy qua đây đi. Trời ơi. Cứu tôi về. Mình tới cứu mấy bạn nè. Mừng quá. Bác thợ săn ơi, có người tới cứu tụi con rồi. Trời, tụi đi. Mình tới cứu mấy bạn mà kêu bác thợ săn chơi. Bác thợ săn ơi, không ai cứu tụi con hết đâu.
Trời ơi, bởi vậy tại sao mà loài người có chửi tụi mình là ngu như bò là tại mấy bạn đó. Bạn hay quá à, bây giờ bạn tìm cách nào bạn giải thoát tụi tôi ra kia đi. Thì phải suy nghĩ mới ra cách được chứ. Suy nghĩ đi. Hãy suy nghĩ, suy nghĩ thôi. Đi bạn ơi. Suy nghĩ thôi, suy nghĩ thôi. Sao tự nhiên tôi vô được đây vậy? Nãy mình nhớ bạn ngoài kia mà sao tự nhiên mình vô đây mà tự nhiên nãy mình thấy rõ ràng là bạn ở ngoài kia. Nhưng mà tại sao bây giờ lại vô đây? Thôi, mấy bạn ồn ào quá. Mấy bạn ra khỏi nhà của mình đi để mình suy nghĩ. Trời ơi, sao không gian bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường. Tại sao hai đứa mày ra ngoài này? Và ảnh suối á. Đi vô. Dạ. Con kia ra đây. Nè, tao nói cho mày biết, tao sống rất là nguyên tắc. Con nào được bắt mới được vô lòng, hiểu chưa? À, vậy theo nguyên tắc của bác, con phải chạy thì bác mới bắt con được đúng không? Chính xác. Vậy bác rửa con đi. Chạy đi. Ê, bác đi đâu vậy? Đuổi theo con bò kia. Thôi nó đẹp. Chạy nhanh quá. Ừ, đuổi đi. Trời ơi, công nhận hai người có niềm tin quá. Có cái gì đó sai sai. Ê, ơi, mày là bò đúng không? Đúng rồi. Tao đang được mày mà. Ủa vậy hả? Mày phải chạy trước tao. Ờ, không. Chạy. Không những có niềm tin mà còn tự tin nữa. Ơi, tao mệt rồi. Coi như tao thua mày đi. Bác thua là phải rồi. Con người có hai chân, con bò tới bốn chân lận. Không, không. Thôi được rồi. Coi như dòng này tao thua mày. À, chơi cái khác đi. Bác muốn chơi cái gì? Bây giờ mày suy nghĩ ra một trò chơi gì đó mà tao chơi được, mày cũng chơi được. Có rồi. Cái gì? Nhảy dây. Thể lệ cuộc thi nhảy dây á. Không, 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 không cần thể lệ. Tao nhảy luôn. Ê, khoan, 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 khoan. Sao? Nhảy dây không có vui. Tao bịt mắt lại đi, nhảy nó mới vui. À, chuyện đó. Dễ ợt ba cái trò này. Coi chưa? Rồi, khoan nha. Một, hai, ba. Nhanh lên mày. Nhanh lên. Một tiếng sau. Ê, tao nghĩ nhảy mà sao quay dây hoài vậy mày? Mày ăn gian tao hả? Con gian hồi nào? Tại bác không chịu lên mạng coi clip người ta làm chứ bộ. Trời ơi. Hai không. Yeah. Tao không cam tâm. Mày phải cho tao thi thêm một vòng nữa. Bác còn ngoan cố à. Được rồi, con sẽ tiễn bác tới vòng tuyệt vọng. Là sao? Vòng thi dũng cảm. Ê, thôi thôi bác, thôi bác, nó cừa bơm nữa đó bác. Ai cừa bơm? Ảnh á. Là tôi đó. Thì ra má tao chết là do mày. À, phải chăng, bác là con của bà Từ Pha Lâu? Chính xác. Cấu hình quen thuộc. À, đóng hai vai. Kinh phí có hạn mày. Đã quên làm luôn nè. Thôi, mệt quá, chơi luôn đi. Được. Con có một con súng. À, tao biết. Súng thì phải cần có mũi tên. Tào lao. Ra mũi tên chim cho chúng nó chửi tào lao vậy. Vô duyên. Ôi, nghe như có tiếng ai gào thét thảm thương. À, mày bắn chết cha tao rồi. Bác hai, cho con xin lỗi, con lỡ tay quá trơn. Bây giờ chơi tiếp cho mày, dòng họ tao còn đông lắm. Đúng rồi, bác hãy phấn khởi và thôi tôi lên. Bây giờ sao? Con có một cây súng. À, chắc chắn cần một viên đạn. Tao. Đúng rồi. Đây nè. Má tao để lại. Tào lao. Thấy chưa, bị bò chửi tào lao lần hai. Đưa cho con. Ê, mày giết cả gia đình tao chưa đủ sao? Để tao tự lo liệu. Cái dòng họ tao chết hết rồi. Con hiểu mà. Thành kính phân ưu nha bác. Thôi chơi lẹ đi. Chơi lẹ gì còn làm đám ma nè. Để con phụ biết con chơi chứ đã. Thế nào? Chúng ta sẽ chơi quánh tù ti. Sao? Ai thua bắn người đó chết. Trời ơi, cái dòng họ tao chỉ còn một mình tao. Vậy mà bây giờ mày còn định cho tuyệt tự tuyệt tôn luôn hả? Bác không chơi bác thua nha. Không được. Tao ra đã thua hai vòng rồi. Đúng rồi. Vòng này. Sao? Mày phải cho tao thắng lại gỡ nhục. Hả? Bác muốn sao? Tao muốn mày cho tao biết đề trước. Bác muốn biết cái gì? Mày sẽ ra cái gì? Con sẽ ra cái bao.
Mày thề đi. Được. 1, 2, 3. Tại sao mày nói mày ra cái bao? Cũng muốn ra lắm, cũng muốn giữ lời thề lắm. Mà thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ có một cái cục này thôi. Ba bốn ghé cũng có một cái cục này thôi. Vậy là bây giờ tao phải bắn hả? Bắn đi! Bắn đi! Được! Bắn thì bắn, hên xui! Vậy là kể từ đó, bác thợ săn đã đi theo chị đoàn tụ với gia đình, trả lại bầu không khí yên bình cho đàn bò chúng em. Ba là cây nến già, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình. Trời ơi, bạn bò ơi, mình ngưỡng mộ bạn mình quá. Mình xin lỗi bạn ơi. Bạn chính là người chiến thắng ở cái khu rừng này. Đúng rồi. Ừ, thôi thôi, mình không có cần giải thưởng gì đâu, mình không có cần chiến thắng gì đâu. Mình chỉ cần á đàn bò chúng ta yêu thương đoàn kết lẫn nhau để cho loài người sẽ không bao giờ còn chửi mình là ngu như bò nữa, hiểu không? Bác thợ săn, bác thợ săn, bác thợ săn ra đây chơi với tụi con đây. Bác thợ săn chết rồi mà. Hồi nãy mình bỏ thuốc mê vô súng á. Mai mốt bác thợ săn á, đừng có chửi tụi con là ngu như bò nữa nha. Ủa gì kỳ vậy, bác chửi tụi con mà bác vẫn uống sữa tụi con là sao? Đúng không? Bác phải công nhận một điều là nhờ sữa bò loài người mới thông minh, đúng không? Cho nên á, bác á bớt ác lại đi. Cho bò nó thương. Chữ O, cái đuôi ngoe ngoẩy ấy là con bò. Cái sừng dựng đứng, bốn chân bốn màu. Cái dưới ruộng sâu dưa trên đồng cày. Bốn mùa làm bàn với bác nông dân. Phần dự thi của bạn Thanh Vân thì cũng phải xin được nói luôn là lần trước tôi cũng có nói là khi chúng ta làm việc thì cái giai đoạn mà làm việc quanh bàn ấy là rất là quan trọng. Thì hôm nay thì theo tôi thì các bạn đang gặp một vấn đề rất lớn ở kịch bản. Thì kịch bản của các bạn nó không rõ ý, nó không nói lên được một cái điều gì mà chúng tôi cảm thấy chờ đợi hoặc là chưa tải hết được cái tâm huyết của bạn. Và một điều thứ hai muốn nói với Thanh Vân là bạn lại rất mong muốn gửi gắm vào đó những ý tưởng, những khát vọng của một con người tử tế, của một con người muốn xây dựng một cuộc sống tốt hay cái gì đó chẳng hạn. Thế nhưng mà cái đó cũng đúng, không có gì sai cả. Nó chỉ có một điều là nó hơi bị lệch đi một chút với lại cái tiêu chí thôi. Để bạn xác định lại cái sân chơi cho nó rõ ràng hơn chút nữa thì lần sau bạn làm sẽ trúng vấn đề hơn. Thực sự ra mà nói, Thành không nghĩ là chị Thanh Vân không muốn tạo ra tiếng cười mà chị muốn mang đến thông điệp tốt đẹp đâu. Đúng không chị? Chị Vân chắc chắn phải làm việc quanh bàn rất là nhiều và rất là lâu. Bàn thiệt là kỹ mới ra được những cái này. Nếu như cũng những cái lời thoại đó, những cái lời âm nhạc đó, nếu như chị bỏ vào một cái băng cassette, chị thâu mở lên, đúng không chị? Lại là thể loại này gọi là audio. Audio. Nghe. Hiểu nếu không? Mà chị mở một cái băng mà radio mà phát cái này á, người ta sẽ cười ngay là tại vì người ta không cần hình dung ra câu, không cần nghe nhìn mà người ta nghe chị nói, người ta hình dung ra cả một câu chuyện. Nhưng vì nó là cái loại văn bản để nghe mà cười chứ không phải để diễn ra mà cười. Tại vì khi diễn nó đòi hỏi mình phải đời hơn một tí, tinh tế hơn một tí. Còn đằng này á là chị đang dùng học thuật, dùng kỹ thuật biểu diễn nhiều quá nên người ta không cảm thấy nó gần gũi. Nếu chị để ý lại cái điều này thì em nghĩ sẽ rất là tốt với cái cách làm việc rất là khoa học của chị. Còn của Đoan Nguyễn thì một cái kịch bản rất là thông minh, lối diễn cũng rất là khoáng đạt. Bạn có được những cái bạn diễn vô cùng hiệu quả. Chỉ có một điều rất nhỏ thôi, ở đây bạn sử dụng âm nhạc nó chưa thật sự chất lọc lắm. Thí dụ cái bài hát Ba Ngọn Nến Lung Linh ấy, thường người ta dành cho những cái bối cảnh mà rất là sum vầy, rất hạnh phúc, rất là gia đình đầm ấm. Nhưng bạn đưa vào đây thì nó có cái tiếng cười của nó đấy, nhưng mà vẫn có bị một chút, bạn nên lưu ý một tí. Đó là mỗi ý kiến của mỗi người thôi. Thầy Hải cũng có ý của thầy Hải, nhưng mà tôi thì tôi là giới trẻ nên tôi nghĩ mọi chuyện nó thoáng đãng hơn. Bởi vậy cho nên nó có mỗi thành phần giám khảo khác nhau. Anh Trấn Thành và chị Việt Hương đang đứng về phía nhau là họ những người rất trẻ, rất đẹp. Chê tôi già. Dạ không ạ. Nhưng mà tôi thế này, tôi phải nói lại cho rõ. Tức là thế này này, cái đấy không phải là lỗi.
Đón Nguyễn nhé, không phải là lỗi đâu. Yeah. Giá như thôi. Và đồng thời đấy là quyền của em. Yeah. Em hiểu ý tôi không? Yeah. Tôi không có trừ điểm chỗ này. Dù em thì nữa, em thì... đứng cương vị khán giả thì em chẳng thấy cái vấn đề gì nằm ở trong khi mà ba ngọn nến lung linh đó hết. Em chỉ thấy cái vấn đề nó giống như là rẻ luôn. Giống như bạn mình sinh nhật mà mình hát cái bài Mỗi Mùa Xuân Sang Mẹ Tôi Già Thêm Một Tuổi. Đó, rồi, trẻ luôn. Trẻ luôn. Đúng, đúng không? Trẻ không các bạn? Trẻ không? Trẻ luôn, khán giả trẻ quá. Đây là vấn đề là về cái góc nhìn thôi. Và bây giờ nói về phần thi của mỗi bạn. Tên Lột Xác. Lại một lần nữa bạn làm tôi bất ngờ về bạn. Cái kịch bản của bạn cực kỳ thông minh, bạn lựa chọn những người phụ diễn bạn cực kỳ duyên dáng, tất cả nó bổ trợ cho bạn và cái thông điệp của bạn rõ ràng, câu chuyện gãy gọn, có nhân văn, có tình người, có tính giáo dục, cực kỳ thích, xuất sắc. Hôm nay không nói nhiều, 10 điểm cho liền luôn. Vâng, xin chúc mừng Đoàn Nguyễn. Vâng, điểm 10 đầu tiên. Chị Việt Hương ạ, xin mời chị. 10 điểm. Hy vọng thầy Đức Hải sẽ làm trẻ mình ra với số điểm này. Xin mời. Đoàn Nguyễn có thấy tôi trẻ đẹp không? Đẹp. 10 điểm. 10 điểm. Chúc mừng Đoàn Nguyễn với 30 điểm tuyệt đối. Và ngay bây giờ là số điểm của các vị giám khảo dành cho nghệ sĩ Thanh Vân. Xin mời giám khảo Trấn Thành 9 điểm. Giám khảo Việt Hương ạ, 9 điểm. Và số điểm của giám khảo Đức Hải, 9,5. Hy vọng là hôm nay Thu Hoài sẽ không có Thu Hoài nữa mà ráng chi ra một tí. Để nó thu nhiều quá, chi ra. Chúng tôi cũng đang chờ đợi những điều tuyệt vời đó của giám khảo Thu Hoài. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng soạn tin nhắn theo cú pháp CXV mã số 03 gửi về 8234 để ủng hộ cho nghệ sĩ Thanh Vân. Và chúng ta soạn tin nhắn CXV mã số 05 gửi về 8234 để ủng hộ cho nghệ sĩ Đoàn Nguyễn. Thưa quý vị, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên thì nghệ sĩ Nam Thư và nghệ sĩ Kiều Linh sẽ thách đấu với nhau. Số 3 lại bắt cặp với chị nha chị Linh. Em sẽ tiếp tục để cho chị đẹp. Đẹp nhưng mà xưa xíu. Cổ trang đi. Cổ trang hả? Ai căng à nghe. Cổ trang. Chết rồi, tao quên mất. Sao tao vậy? Quên mất. Tình hình đang cấp bách, ta cần phải cắt tóc ra chiến trận. Phu nhân hãy mau mau chuẩn bị cho ta một con chiên mã. Sao? Tình hình đang cấp bách à? Đi đúng. Chiến mã làm sao đứng kịp? Vậy chứ đi bằng gì? Máy bay đi. Ê, phu nhân thiệt là xàm xí muội. Bây giờ đi rồi thì làm sao mua vé kịp? Chàng yên tâm, thiếp đã bút vé sẵn cho chàng. Cái vé gì mà nó rách như chưa từng được rách vậy? Dạ, tại thiếp bút trước cho nó rẻ. Trước bao lâu? 3 năm trước. Hãng nào mà cho bút trước 3 năm? Delay Airlines. Nghe cái tên hãng Delay thôi là thấy đi không tới rồi. Tướng công hãy yên tâm, hãng tên Delay nhưng không bao giờ trễ chuyến bay. Chỉ có đáp lộn sân bay thôi. Rồi ta tới chiến trận có kịp không? Kịp, sẽ kịp, kịp hút xác binh lính rém về. Nàng đúng là tào lao. Thôi, để ta đi ngựa cho nó lành. Trước khi tướng công lên đường ra chiến trận, tiếp xin được tiễn chàng một chung rượu ly bôi. Tỳ nữ dân tổ. Tướng công.
tủ đây đó hả? Trời đất ơi bà ơi là bà, bà là tỳ nữ ở trong cung thôi mà, sao bà ăn mặc lố vậy bà? Tỳ nữ cũng phải đẹp vậy chứ, tỳ nữ cũng phải lầm lầm lộ lộ, lầm lầm lộ lộ để chụp hình ở Facebook câu like biết không? Nhìn cái mặt này là không tin rồi phải không? Không tin nó thì lấy điện thoại ra mở cái Facebook mà ta nói 1 tỷ lượt like đó. Ta nói tấm hình up lên cũng 30-40 triệu lượt like. Trong khi đó chế là phu nhân mà ta nói 1 ngày bà up 100 tấm hình mà được có 32 like hả? Vui dễ sợ vậy đó. Vui cái gì? Được rồi, ta sẽ cắt wifi cấm lên Facebook. Đa quá, cắt wifi cấm lên Facebook. Trời đất ơi, cấm bà lên Facebook thôi hà. Bà làm giống như là khóc cha khóc mẹ vậy đó. Bực bội à. Tướng công vậy? Túng cô hồn. Hả? À không, dân tử. À. Không còn một giọt. Ồ, vậy à? Nhờ dân rượu mà nhoi 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 thiệt, chán ghê luôn thiệt. Phu nhân. Dạ. Nàng ở nhà nhớ đừng cắt wifi. Tại sao? Để ta tự xương chiên trận check in cho nàng. Chàng ơi, nhớ tát tên thiếp. Được, ta đi đây. Hey! Chào phu nhân. Dạ, cho hỏi ngài đây là? Ta xin tự giới thiệu với nàng, ta là quan thái thú của triều đình. Sao? Ngài là quan thái thú của triều đình? Đúng. À, vậy ta biết rồi, ngài là thái giám trông coi sở thú của triều đình. Cái gì vậy trời? Chút xíu nữa là nói ổng con thú ở bên Thái rồi. Dạ, cho hỏi hôm nay đại quan ghé Gia Trang tiện thiết có điều chi dạy bảo? Hôm nay ta qua đây là để kiếm Lố Lăng tướng quân. Xưa nay tướng công của ta không qua lại với những người bên triều đình, không chơi chung rất với những kẻ lắm lời. À không, ta quên, mới đổi tên rồi, những kẻ ít lời. Nàng đừng vội nói như vậy. Ta biết tướng công của nàng là một người tài giỏi, nhưng cho dù có tài giỏi đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu, thì trong mắt của tất cả mọi người, tướng công của nàng vẫn là một tên cướp biển vùng Caribe. Cái gì vậy? Nói lộn đó. Nói chung á là lâm tặc đó. Nàng vẫn mang danh là vợ của lâm tặc. Nhưng đừng lo, ta đã có cách rồi đây. Nàng sẽ trở thành mệnh phụ phu nhân. Sao? Rồi đây ta sẽ trở thành đậu phụ mắm tôm à? Cái gì mà biết dữ vậy trời? Mệnh phụ phu nhân. À, mệnh phụ phu nhân bằng cách nào? Chỉ có một cách, đó chính là khuyên tướng công của nàng phải quy phục triều đình. Sao? Khuyên tướng công ta không được chụp hình. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì nghe cái gì vậy? Quy phục triều đình hiểu không? À, quy phục triều đình. Được rồi, đại quan cứ yên tâm đi về. Có gì tiện thiếp sẽ email. Gọi điện thoại cho nhanh. Số điện thoại: Dách cẩu sập ngủ lục bát bình bát. Lục bát bình bát mặn cầu chứ quậy. Mặn cầu chứ quậy hủ len hủ len. Hủ len ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa ăn vô đau bụng. Cha này không. Hả? Tướng công của ta về, ngài hãy tạm lánh mặt vào bên trong. Được. Phu nhân ơi, ta đi chiến trận mà quên đem theo vũ khí rồi. Tại sao? Tại sao cái bản mặt của phu nhân lại ụt xuống nữa vậy? Tướng công, tướng công ơi, thân của thiếp như loài hoa dại, tựa thân chàng bóng cả cây cao. Nàng nói hoạch tẹt ra đi. Quy phục triều đình đi chàng. Cái gì? Chàng quy phục triều đình. Chàng.
Ta đường đường là một đại tướng quân đã từng dẹp loạn từ Đông sang Tây. Ta đồng ý. Đồng ý rồi nha. Nếu vậy thì hãy mau chuẩn bị hành lý theo ta về triều ca. Tướng công, vậy thiếp cùng chàng vào trong chuẩn bị hành lý. Tự cổ chí kim, anh hùng sao qua nỗi ải của mỹ nhân. Như vậy là hai đứa nó đã lọt vào tay của ta. Ủa chưa đi hả? Thì ra ngươi dụ ta đã khuyên tướng công ta chiêu hàng à? Chưa nghe qua danh tánh của ta sao? Ngươi là ai? Không phải giặc vừa đâu, mà là giặc khùng đấy. Được rồi, ngươi hãy xem đây. Được. Tướng công đưa cho ta. Đánh ra. Bắn. Trúng rồi, trúng rồi. Trúng nắm. Trời ơi, tôi giết chồng tôi sao? Trời ơi, con nhỏ vợ giết thằng chồng. Tôi không biết gì nha, tôi không biết gì nha. Ôi đớn đau đời ta, bao thú đau thăng trầm. Thương xót cho thân chàng dầm dùi dưới bao lăng cơn. Thiếp đây xuống xoan trong lòng xin nhàng hiểu cho lòng ai. Tướng công, chàng đâu rồi? Chưa kịp đáp đền chàng đi rồi mãi xa lìa xa. Tướng công à, mày nhìn cái tướng công công chỗ nào mà mày kêu tướng công? Dạ, em chào bà bầu. Trời đất ơi, giết tao đi, giết tao đi. Giờ này khán giả người ta vô đầy rạp rồi mà tụi bay còn đứng đây tập tuồng làm sao? Trời ơi, nhìn cái gì? Thôi bây giờ nói bây nghe là bây giờ nghỉ đi, không hát gì hết. Nghỉ sao mà kép chính được người thì bà không trả lương người ta bỏ người ta đi hết cái bắt tụi tôi hát. Tôi nè, tôi chỉ là một thằng hậu đài thôi. Tôi ginh bụng muốn ná thở luôn rồi, hơi đâu hát. Đúng rồi đó, còn tôi là tôi canh lỗ chó cho ta khỏi chui vô coi cọp thôi à. Chứ tôi hát, tôi có thuộc gì đâu, tôi hát cương không à. Còn con nữa, con chỉ là nhỏ xét dĩa thôi. Tự nhiên cái mở cái đĩa chị Thanh Kim Huệ lên, bắt con nhét teo à. Đã dạy chua hết đâu nghe. Cái băng rô đằng trước kìa, treo to tổ bố luôn. Thanh Kim Huệ. Đúng. Chữ em nhỏ xíu dưới à. Kể tôi đi, miễn sao mà khách tới coi, miễn sao mà có tiền trả lương cho tao đây là được rồi. Nhưng mà bà bầu làm như vậy á là lường gạt khán giả. Làm như vậy đó là phi nghệ thuật. Và sao? Bây giờ muốn quậy đúng không? Đúng á, tụi tôi quậy á. Anh em quậy. Em ít ác với chị quá Tư ha. Em phải lạc vô một quan đảo cho chị. Sao làm khó em vậy? Em lên quan đảo em làm gì trên đó? Chị muốn thì em chiều. Em tao rồi. Trời ơi, cứu tôi với! Yeah!
sao tự nhiên vui, đang vui mà cột mình lại vậy anh? Nãy giờ nhảy vui không? Vui vui. Ăn uống ngon không? Ngon ngon. Bây giờ chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì anh? Lên quả thiêu. Sao tự nhiên lên quả thiêu vậy anh? Có gì đâu, anh bình thường mà. Anh là ai vậy? Anh cũng là cái đảo quan giống em hả? Nói nghe nè, tôi là nhà nghiên cứu, lên đảo này nghiên cứu coi cái bộ tộc nó sống sao. Cứu tôi với, trời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Họ nói là hai đứa mình ồn quá. Ủa nãy giờ có nói gì đâu ồn, có mình ổng ồn nhất đó. Mate gì? Nói gì vậy anh? Mate gì có nghĩa là mày tên gì? Anh nói giùm em tên là Nam Thư. Nam Thư hả? Dạ. Ừ, Trung Thu. Nam Thư. Trung Thu. Nam Thư. Biết rồi bà nội ơi, tiếng bộ tộc người ta kêu là Trung Thu. À dạ Trung. Nam Thư, mở số 02 đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Trung Thu hai trứng. Được luôn á anh. Trung Thu hai trứng à. Anh ơi, cái này ở quê em cũng có mà sao lên đây cũng có nữa vậy anh? Bộ rộng ta mà, nó muốn làm đi làm à. À vậy hả? Ba nhi tu. Nói gì vậy anh? Ba nhi tu nghĩa là bao nhiêu tuổi? À ba nhi tu bao nhiêu tuổi? Ô dễ hiểu nè, cái này để thôi em nói luôn cho em. Hiểu chưa, em, hiểu chưa? Em dịch được luôn á. À, trả lời đi. Ha ha. Uầy, gì vậy? Ha ha. Bậy ơi. Ha 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 ha. Sao cười hoài vậy? Em đâu có cười, em đang nói là ha ha là 22 đó. Trời ơi. Anh ơi, sao tán cái mặt em vậy anh? Quên nhắc cô. Ha ha có nghĩa là bộ tổng ta là chữ ba chữ má ta đó. Nhớ nghe chưa? Dạ. Đừng bao giờ nói ha ha. Dạ. Uầy. Mới đó mình nói xong mình quay này ha ha. Ai kêu hoa như vậy? Trời ơi. Anh ơi, vậy là trên bộ tộc này mình không có được cười luôn hả? Không cười được. Ông lẽ bây giờ mình đổi qua mình cười hô hô. Anh ơi, quýnh xiên niễn luôn rồi anh ơi. Cái gì không biết thì hỏi đi. Anh ơi. Hú hú là chứ ông nội bà nội người ta đó. Bậy lắm rồi. Chưa giờ sao anh? Chưa giờ không lẽ bây giờ không được nữa. Bây giờ lại. Rồi rồi, cô mệt rồi. Ô anh ơi, sao quýnh anh xối xả vậy anh? Quên. Hí hí là quýnh thằng kế bên. Ba di tu anh. Ê đi, để tôi dịch luôn cho. Dịch phải dịch đúng tiếng bộ tộc của người ta đàng hoàng. Dạ 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 dạ. 22 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. 22 tuổi đó. Ok. Hả? Ủa anh ơi, anh nói được tiếng người hả? Nói sao không được, phải khỏi dịch nữa mày. Dịch tầm bậy tầm bạ tào lao không à. Bây giờ đã lạc trên hòn đảo này rồi, ta sẽ cho hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là phải đồng ý làm người tình trăm năm của ta thì còn sống sót. Còn nếu không là lựa chọn thứ hai, ta sẽ thiêu sống. Hãy lựa chọn đi. Thôi được rồi, ông đừng nói nữa. Tôi sẽ chọn lựa chọn thứ nhất. Tôi sẽ là người tình trăm năm của ông. Tất cả thể xác này, tất cả thể xác này của ông. Ông muốn làm gì thì ông làm đi. Tụi bay, hãy cởi trói cho thằng này, đem vô chặt tay chặt chân, băm nhuyễn chiên xào lăn bóp gỏi đem cho cá ăn thịt. Ủa đâu mỹ là người tình trăm năm mà kỳ vậy? Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mặt mày dây làm người tình trăm năm của tao? Mày điên hả? Ê ê, nói giùm Hi Hi cái coi. Hi Hi Hi. Bây giờ làm sao? Lựa chọn đi. Là em phải lựa chọn ha? Đúng rồi. Trước khi lựa chọn, cho em xin phép em được kể về hoàn cảnh của gia đình em. Sao? Em sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Má em bán vàng ở chợ An Đông. Còn ba em thì kinh doanh
doanh bất động sản và mua bán xe hơi. Rồi hai người tới với nhau, yêu thương nhau và sinh ra một cô công chúa bé bỏng xinh đẹp, đó là em, Nam Thư mã số 02. Bất hạnh chỗ nào má? Má giàu nước chết lỗ tường bất hạnh cái gì? Anh biết không? Sau đó ba má em sang nước ngoài định cư, để lại cho em một căn biệt thự chà bá. Bây giờ bất hạnh ở chỗ nào? Dạ bất hạnh cho anh ba em tin bất, má em tin hạnh, gia đình bất hạnh. Ba bị khùng má mà. Tự nhiên bà đứng mà kể chuyện gia đình bà giàu nước dính đủ tường màn nào nào ở không, mở nhạc tè cho nó hát, nó kể chuyện nghe. Anh đâu trước? Cái gì? Anh tắt giùm em nhạc chuông cái. Điện thoại em rung nãy giờ nhột quá. Cái chuông điện thoại của mày á hả? Dạ dạ tắt giùm em cái. Sao tào lao kể chuyện không ăn nhập vô gì vậy? Không giờ mệt quá không cho lựa chọn nữa, đem lên vàng thiêu cho ta. Đừng thiêu em à. Anh ơi cho em về với gia đình em đi, anh ơi cho em về với xã hội đi anh ơi. Anh ơi có lửa rồi. Ta mất má anh ơi, con xin lỗi. Ta mất má anh ơi, con xin lỗi. Tắt lửa cho anh ơi. Ta bớt anh ơi. Thằng nào ở không đi ngang qua đạp lửa hoài vậy? Ta bớt anh ơi. Chưa có lửa. Anh ơi có lửa cho anh ơi. Đợi xíu, đừng hấp tấp, chuyện gì đừng vội vàng. Trời là trời lâu quá anh rồi. Anh tập trưởng ơi, tập trưởng. Cái gì nữa? Nói nghe anh. Chưa có lửa, đợi xíu. Anh mà mở cối em toilet kìa. Thiệt quá. Dạ. Anh ơi. Có lửa chưa chứ em đứng mỏi. Tao chữa. Em xong rồi mau cột vô cái. Rửa tay ở chân xong chưa? Sẽ rồi. Anh ơi lâu quá anh. Rồi nhỏ này có đi không? Tao cỡ cho đi luôn. Dạ thôi em chịu được. Gán díu lại nghe chưa? Là anh ơi bây giờ anh mở trói đi, em chỉ cho cách có lửa nè. Mở trói đi chứ. Rồi xuống đây xe phụ tôi hả? Đây. Xuống đây xe phụ đi, đổi ca đi, mỏi tay quá rồi. Xe. Có lửa đúng không? Trời ơi. Đơn giản rồi nè. Awasa. Ủa gì vậy? Trời ơi, sao cô nắm trong tay quyền lực? Tại sao cô tạo ra được lửa? Một sức mạnh vô biên. Bây giờ cô đã nắm trong tay quyền lực như vậy, kể từ giờ về sau cô sẽ là chúa đạo ở đây. Em cầm cái hộp quẹt này trong tay, hộp quẹt siêu cấp của em trở thành chúa đạo à? Awasa. Giữ nó nè. Dạ. Này quýnh mấy cái? Không nhớ nữa, quýnh xói xạ. Kể nó gì cưng? Kể cho em cái. Cho em ké mấy cái. Ăn thôi. Dạ. Gà nó kìa. Vui lắm. Quẹt lên. Bắt đầu từ nay ta chính là vua ở nơi đây. Awasa. Các ngươi phải biết trên biết dưới. Awasa. Tất cả các ngươi phải biết yêu thương một mình ta. Sai quá xa. Và đặc biệt chỉ tôn sùng một mình ta thôi, bởi vì ta chính là chúa đạo. Awasa. Đây, hãy
hãy đem cất linh vật của đảo ta đi. Và từ nay ta chính là nữ hoàng ở nơi đây. Yeah. La 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 sa la 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 cu cu chabu. Hawasa hawasa hawasa. Hawasa, ta chính là nữ hoàng nơi đây. Nào, chúa đảo. Kể từ giờ về sau, tất cả mọi người sẽ yêu thương chúa đảo. Yeah. Mọi người ở đây sẽ dành một phần thưởng, đem chúa đảo lên để gặp thần linh. Đâu, chúa đảo đi, chúa đảo lên thần linh. Từ giờ về sau không còn mồi lửa nữa rồi. Ai? 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 Ai là chúa đảo mà? Khoan, khoan, khoan lại. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu một sản phẩm đặc biệt của chúng tôi. Nếu bạn muốn có lửa thì đã có hộp quẹt siêu cấp. Theo Thu Hoài thì Thu Hoài với một cương vị là một khán giả xem một chương trình hài kịch thì Thu Hoài thấy rằng riêng bạn Linh ngay cái phút ban đầu vào thì rất là có cao trào, nhưng mà khi từ từ về sau á thì Thu Hoài cảm thấy cái cảm xúc hưng phấn nó bị giảm lại. Còn riêng về bạn Nam Thư á thì Thu Hoài nhận thấy là hai bạn phụ diễn của bạn quá là xuất sắc. Hỗ trợ rất là nhiều cho tiết mục ngày hôm nay của bạn, làm cho chương trình cười đi xuyên suốt và có một cái kết thúc bất ngờ cũng đem tới cái sự hài hước. Cảm ơn. Xin cảm ơn Hoa hậu Thu Hoài. Bây giờ xin mời chị Việt Hương ạ. May quá, không giới thiệu tôi Hoa hậu phu xe là tôi giận luôn. Hai bạn hai cái màu sắc khác hẳn. Hôm nay Kiều Linh rất tốt, em khác hẳn hoàn toàn với năm vòng kỳ trước. Tại đây là phòng thách đấu, cho nên là chị nghĩ là thêm một chút hình thể cho một cái người diễn viên thì vẫn tốt hơn. Chị rất thích cái tiết mục của em ngày hôm nay, rất là vui tại thấy em thay đổi rất là hay lên. Thì tiết mục của Nam Thư lại hoàn toàn khác hẳn, chỉ dùng cái miệng và cái mặt để sử dụng thôi. Thư lại hoàn toàn làm cho mình thuyết phục. Hôm nay hai bạn thách đấu với nhau rất là tốt. Một bạn tôi cần nhiều hình thể hơn, một bạn có hình thể, hôm nay cột tay chân mình lại luôn để làm. Hai bạn làm nổi trội cho nhau. Nếu hai bạn là hai người thách đấu ở hai cái đấu trường như vậy, tôi đều thích tiết mục của hai bạn hết. Hôm nay hai bạn thật là xuất sắc. Hai bạn tự đưa mình vào đúng cái khuôn khổ để được người ta thách thức. Nói về chị Kiều Linh, chưa bao giờ em thấy chị hay như ngày hôm nay. Nói thật. Chị liều lượng lắm. Và chị tiếp thu những cái mới. Cái tiết mục của chị nó cực kỳ thời sự. Chị mang những cái điều hot nhất vào. Và chị tưởng tượng làm sao mở màn ra một cái hoàng cung đàn nhạc rock mà bằng đàn tỳ bà. Thấy ghét không? Thấy cưng lắm. Mà cái vở chị á, nó có câu chuyện đàng hoàng, nó chỉnh chu. Nó không phải là một cái vở mà mang cổ trang ra để xàm. Hôm nay chị tiến bộ rất nhiều và em cảm ơn chị đã làm điều đó. Cảm ơn. Về Nam Thư, phong độ bạn duy trì rất tốt. Nó lạ, mỗi tuần làm một màu, không màu nào trùng màu nào hết. Tôi rất cần bạn ở những cái chỗ mà bạn đưa ra cái đầu bạn diễn những cái nhẹ nhẹ bạn thảy ra tán xong cái bậy rồi những cái thả nhẹ nhưng cực kỳ đúng tâm lý, cực kỳ hợp lý. Và quan trọng hơn hết, ngay cái điểm cuối cùng, những cái đoạn mà cần bạn thể hiện nhất, tôi bật cái hộp quẹt lên với một thái độ diva. Ba cái con người đó, hai người diễn viên phụ và bạn, mỗi người đều có đất diễn như nhau và mỗi người đều nổi bật. Bạn đã mang đến cho khán giả một cái sự tin tưởng tuyệt đối. Lúc đấy tôi biết là bạn mệt lắm rồi, bạn phải cười từ bên trong, từ nội tâm ra, nhưng bạn không cần. Bạn cười cho nó đúng cái chỗ nhân vật phải cười, là bạn cười theo kiểu đấy. Ha 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 ha. Thế mà vẫn buồn cười. Xin chúc mừng Nam Thư cũng như là chị Kiều Linh. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nói thêm là đêm nay là một đêm thách đấu. Có lẽ là các nghệ sĩ của chúng tôi sẽ họ phải hóa thân vào những nhân vật mà không thuộc về sở trường của họ. Vâng, xin dành cho họ những tràng vỗ tay nữa. Và bây giờ là số điểm của các vị giám khảo sẽ dành cho hai nghệ sĩ của chúng tôi. Đầu tiên là số điểm dành cho nghệ sĩ Kiều Linh. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 10 điểm. Chúc mừng chị Kiều Linh. Xin mời số điểm của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. 10 điểm thứ hai. Bây giờ là số điểm của nghệ sĩ Trấn Thành. Bao nhiêu ạ? 9,5.
Chúc mừng chị với sự mở đầu rất ấn tượng, 29,5 điểm là số điểm của ba vị giám khảo. Và bây giờ xin mời các số điểm của các vị giám khảo dành cho nghệ sĩ Nam Thư. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Mười điểm. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. Mười điểm thứ hai. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. 10 điểm. Thưa quý vị, 30 điểm là số điểm tuyệt đối mà Nam Thư nhận được từ ba vị giám khảo. Còn riêng giám khảo Thu Hoài sẽ cho bao nhiêu, chúng tôi sẽ công bố ở cuối chương trình. Thưa quý vị, nếu như quý vị yêu mến nghệ sĩ của chúng tôi, hãy nhắn tin. Và bây giờ là hãy bình chọn cho nghệ sĩ Kiều Linh theo cú pháp CXV khoảng cách mã số 01 gửi về 8234. Bình chọn cho Nam Thư với mã số 02, soạn tin nhắn CXV khoảng cách 02 gửi về 8234. Xin chúc mừng tổng điểm 4 đêm thi, nghệ sĩ Kiều Linh 146, nghệ sĩ Nam Thư 157,5, nghệ sĩ Thanh Vân 142,5, nghệ sĩ Huỳnh Lập 151,5, nghệ sĩ Đơn Nguyễn 146,5, nghệ sĩ La Thành 151,5. Kính thưa quý vị, đêm nay chúng ta đã trải qua một cuộc thách đấu rất là gay cấn của các nghệ sĩ của chúng ta. Và họ cũng đã mang đến cho quý vị rất nhiều tiếng cười trong đêm nay. Trước khi công bố điểm, chúng tôi xin được bật mí với quý vị là đêm nay có một nghệ sĩ tự tin đặt cược đi vào tỏa sáng và với mong muốn nhận về 30 triệu đồng. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi sẽ công bố số điểm của Hoa hậu Thu Hoài dành cho các nghệ sĩ. Trước khi công bố điểm thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nói thêm, trong mỗi cặp đấu nếu nghệ sĩ nào được điểm cao hơn, ngoài số điểm của ban giám khảo sẽ được cộng thêm một điểm. Và bây giờ là số điểm trong đêm thi hôm nay của cặp đấu đầu tiên, Kiều Linh và Nam Thực. Với cặp đấu đầu tiên này, thưa quý vị, Hoa hậu Thu Hoài dành cho Kiều Linh điểm 9. Tổng điểm của Kiều Linh là 38,5. Hoa hậu Thu Hoài dành cho Nam Thư 9,5. Như vậy, tổng điểm của 4 vị giám khảo của Nam Thư là 39,5. Chúc mừng Nam Thư được cộng thêm một điểm, tương đương 40,5. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm của cặp đấu kế tiếp, Huỳnh Lập và La Thành. Số điểm của giám khảo Thu Hoài dành cho Huỳnh Lập là 9,5. 38,5 là tổng số điểm của Huỳnh Lập. 9 điểm là số điểm của Hoa hậu Thu Hoài dành cho La Thành. 37,5 là tổng điểm của 4 vị giám khảo. Và xin chúc mừng Huỳnh Lập với tổng số điểm của Huỳnh Lập sau khi được cộng thêm một điểm là 39,5. Xin chúc mừng hai nghệ sĩ. Thưa quý vị, và bây giờ là số điểm của cặp đấu thứ ba, cặp đấu Thanh Vân và Đoàn Nguyễn. Số điểm Hoa hậu Thu Hoài dành cho Thanh Vân là 8 điểm. 35,5 là tổng số điểm của nghệ sĩ Thanh Vân trong đêm nay. Như chia sẻ của Đoàn Nguyễn, đêm nay là đêm cuối, 1 thì tỏa sáng và 2 thì banh xác. Và như vậy là Đoàn Nguyễn đã nhận được điểm 10 tuyệt đối của Hoa hậu Thu Hoài. 40 điểm là số điểm của Đoàn Nguyễn. Nhưng điều đặc biệt là nghệ sĩ Đoàn Nguyễn được cộng thêm một điểm là 41 điểm. Xin chúc mừng anh. Nhưng thưa quý vị, có một tin nữa chúng tôi cũng xin được công bố ngay bây giờ. Xin chúc mừng Đoàn Nguyễn, anh đã tự tin đặt cược đi vào tỏa sáng. Lúc này là tỏa sáng chứ không có banh sáng nữa rồi. Xin chúc mừng Đoàn Nguyễn. Vâng thưa quý vị, xin cảm ơn những tình cảm của quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình và cùng theo dõi bảng tổng sắp của 6 đêm thi. Tổng điểm các đêm thi, nghệ sĩ Kiều Linh 184,5, nghệ sĩ Nam Thư 197, nghệ sĩ Thanh Vân 178, nghệ sĩ Huỳnh Lập 190, nghệ sĩ Đơn Nguyễn 186,5, nghệ sĩ La Thành 189. Thưa quý vị khán giả, như vậy với bảng tổng sắp của 6 đêm thi, chúng ta rất tiếc phải nói lời tạm chia tay với nghệ sĩ Thanh Vân. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời chia sẻ của nghệ sĩ Thanh Vân.
rất cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả đã theo dõi Thanh Vân cho tới số thứ 6 này. Thật ra chính ra là không nên khóc mà nên vui, bởi vì Vân đã học được rất nhiều điều từ cuộc thi này và hạnh phúc lắm, bởi vì được làm việc công việc mà mình yêu thích và cháy rất nhiều, hết sức mình rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình. Thưa quý vị, Cười Duyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2015 trong đêm tranh tài thứ 6 với chủ đề thách đấu xin được khép lại tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện với sự tài trợ độc quyền của tinh chất làm đẹp collagen Adiva. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ tối thứ năm ngày Noel 24 tháng 12 năm 2015 với chủ đề kinh dị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Một thế giới hắc ám. Một thế giới ma mị với những nhân vật kinh điển đại diện cho thế lực huyền bí. Nhắc đến hồi đã trợn người bước ra từ điện ảnh, từ cổ tích sẽ được các nghệ sĩ của Cười Xuyên Việt cách điều hóa tài tình cho sân khấu, hứa hẹn một đêm nhiều bất ngờ cùng những cảm giác sợ tóc gáy trong chủ đề kinh dị. Được phát sóng vào đêm Noel lúc 21 giờ thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 11 giờ 40 phút thứ 6 ngày 25 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.